Khi lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Cha tự ái của loài người trong con. Đấng đã ban Chúa Jesus Christ là sự cứu rỗi trong con. Đấng đã ban Thánh Linh của Ngài, tức là Thần đã thật ở với chúng con, chính Ngài là Thần yên ủi. Hãy yên ủi khi chúng con lo lắng. Chúng biết rõ rằng chúng con sẽ lo lắng khi dùng trí khôn của xác thịt mình để cố gắng hiểu lời của Đức Chúa Trời. Nên Chúa đã đến để dẫn dắt chúng con. Chính Chúa sẽ mở trí cho chúng con để giúp chúng con hiểu được những sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con thì giờ có cần này, để chúng con sẽ nhớ ơn của Chúa mà mắt chúng con được mở ra, thấy được, tai chúng con được mở ra và nghe được, và lòng chúng con được mở ra mà hiểu được lời hàng sống của Chúa. Hầu cho chúng con có sức lực để làm theo mạng lệnh Ngài. Vì lời của Chúa là con đường của sự sống chúng con. Xin Thánh Linh cai trị ban ơn và chúc phước cho nhân sự của Chúa. Hầu cho những người nghe trực tiếp và những người sẽ nghe những lời của Đức Chúa Trời qua những bài giảng được thu qua đĩa hay qua băng cũng đã nhớ ơn của Chúa mà hiểu được lời của Chúa. Khi Chúa ban ơn cho chính con để nhớ ơn của Ngài, con sẽ thắng được sự yêu đức của xác thịt mình. Hầu cho môi miệng của con sẽ được tự do mọi bề để công bố lời của Chúa. Hầu cho ý muốn của Chúa được nên, ý của Cha được đến trên đời thánh của Chúa, chiến thành mỗi người chúng con. Con cảm ơn Chúa. Khi Chúa cai trị và ban ơn cho thánh của Chúa thì giờ có cần này. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục học các thật trong sách Giăng bài 146, để lời của Đức Chúa Trời được tôn cao trên đất. Khi Thánh nền tảng sách Giăng đoạn 12 từ câu 20 đến câu 26. Và trong đám đã lên đặng thờ lạy trong kỷ lễ, có mấy người Grec đến tìm Philip là người ở thành Bethsaida thuộc xứ Galilee mà xin rằng: Thưa Chúa, chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Giêsu. Philip đi nói với Andre, rồi Andre với Philip đến thưa cùng Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng: Giờ đã đến khi Con Người sẽ được vinh hiển. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình. Nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi. Ai ghét sự sống mình trong đời này, thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta. Và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quý người. Ở trong xã hội của loài người, thương hiệu của sản phẩm luôn là mục tiêu hàng đầu mà người ta muốn đạt cho sản phẩm của mình. Trong sự thương mại, kể cả là người chế tạo ở trong các nhà máy, các công xưởng hay là những người trồng vườn, người ta luôn muốn tạo cho mình một cái thương hiệu cho cái sản phẩm của mình. Nên là khắp mọi nơi người ta thường quảng cáo, ví dụ như trái cây thì người ta phải nói là dưa hấu thì ở đâu, Gò Công, rồi bưởi thì phải ở Năm Roi, ví dụ như vậy. Cái thương hiệu sẽ đem lại lợi nhuận cho họ. Và để có được một cái thương hiệu như vậy đó, thì trước hết người ta phải hiểu rằng muốn được có một cái thương hiệu cho chính mình, nó nổi tiếng về mặt chất lượng và thị hiếu của con người, thì người ta phải bỏ sự đầu tư cho cái sản phẩm của mình. Bất kỳ một sản phẩm công nghiệp hay là sản phẩm nông nghiệp thì người ta phải bỏ sự đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng về thời gian, thậm chí cái sự đầu tư đó là sự bỏ hết tất cả mọi sự mình có, sự hy sinh của chính mình đầu tư vào cái sản phẩm của mình đó, để làm sao đó giúp cho cái sản phẩm của mình nó tăng trưởng, nó đạt được cái tiêu chuẩn tốt, đấy là cái thị hiếu của thị trường mà người ta có thể tin yêu cái sản phẩm của mình. Hầu cho đó người ta mới thu lợi được. Chúa Giêsu đã sử dụng rất nhiều ví dụ gần gũi với cuộc sống của loài người trên đất này để nói đến công việc của nước Đức Chúa Trời, là công việc của vương quốc thuộc về thiên đàng, sự sống đời đời mà loài người cần phải nhận được lại cho linh hồn của mình. Chúa Giêsu rằng tất cả mọi sự thuộc về thiên đàng, nhưng mà Ngài dùng những cái ví dụ rất đơn giản ở trong cuộc đời của chúng ta. Điều đó có nghĩa rằng những gì mà loài người chúng ta đang sống trên đất này, đang đối diện với, đang làm, đang phục vụ hay là đang chế tạo, thì nó đều có một cái ý nghĩa quan trọng thuộc về nước Đức Chúa Trời trong đó. Nên Chúa sử dụng cái ví dụ đó để giải nghĩa cho chúng ta. Mà phần lớn các ví dụ đó Chúa dùng về ví dụ của người nhà nông, vì trong thời của Chúa Jesus Christ thì cái sự phát triển công nghệ nó chưa như ngày nay. Phần lớn người ta sống về nông nghiệp và chăn nuôi. Sự đầu tư trước hết là sự người ta gieo tất cả những điều gì mình có, bởi sự hiểu biết và sự tin tưởng và hy vọng rằng họ sẽ nhận lại tất cả điều gì mà họ đã hy sinh đó, đã đầu tư đó lại cho mình vào một thời điểm nào đó. Và không phải là bỏ một lấy một, mà ta phải đầu tư vào để biết ra rằng mình sẽ lấy 30, 60 hoặc 100 phần quay trở lại với mình từ những sự mình đã đầu tư. Sách Mác đoạn 4, câu 26 đến 29 chép: Ngài lại phán rằng: Nước Đức Chúa Trời cũng như một người vãi giống xuống đất, người ngủ hay dậy,
đêm và ngày giống cứ nảy chồi mọc lên mà người không biết thể nào. Vì đất tự sinh ra hoa lợi, ban đầu là cây, kế đến là bông, đoạn bông kết thành hột. Khi hột đã chín, người ta liền tra lưới hái vào vì mùa gặt đã đến. Người nhà nông biết rõ cái sự sống của tương lai mình sẽ phụ thuộc vào công việc của mình làm ngày hôm nay. Thế nên người ta biết rằng nếu ngày hôm nay người ta làm lười biếng và không tận dụng cái thì giờ, cái vụ mùa của nó, thì sắp tới người ta sẽ đói. Chính bởi đó là người ta luôn tận dụng tối đa đúng kỳ đúng vụ để người ta đầu tư. Khi người ta đầu tư ngày hôm nay tức là đầu tư cho tương lai, và người ta dành tất cả cái điều gì đó tốt nhất cho sự đầu tư đó. Thậm chí hạt giống tốt đã phải đầu tư rồi, mua giống tốt, bảo quản tốt, người ta phải đầu tư ngay cả những cái nơi bảo quản để làm kho, rồi các cái vật dụng để đựng, rồi người ta phải đầu tư cái điều tốt nhất cho cái ruộng của mình, bỏ công lao, công sức của mình vào đó, hầu cho cái điều mình gieo xuống cái ruộng đó sẽ đem lại cái điều tốt nhất cho mình. Người ta hiểu rõ rằng mình làm kỹ nhất, làm tốt nhất thì sẽ được bội thu. Và người ta biết phải đầu tư cái điều gì quan trọng nhất, đó là hạt giống của mình. Sự gieo giống này là một sự hy sinh tạm thời những gì mà nhà nông đã có được trong hiện tại và trong sự biết về tin cậy mà người ta làm công việc đó. Và những sự đó mới chỉ là sự bắt đầu của công việc, và người ta phải tiếp tục chăm sóc, bảo vệ, gìn giữ nó cho đến khi người ta thu hoạch được về nhà của mình. Công việc của người nhà nông luôn là những công việc như cái nền, tuy nhìn bên ngoài rất là đơn giản, nhưng mà Chúa Giêsu lại thường dùng những điều đó để dạy dỗ chúng ta về nơi Đức Chúa Trời. Đó là công việc mắt thường không thể thấy được, nhưng người ta có thể nhận biết được khi công việc đó đem lại kết quả. Tại những làng ở miền Bắc đấy, chúng ta thấy có một điều là làng nào cũng có cây gạo, cây đa, đặc biệt là cây đa ở đầu làng. Đây không phải là sự tình cờ hay ngẫu nhiên, đây là một sự tính toán chính xác của người nhà nông. Mỗi một cái làng đó thì cái cổng làng bao giờ cũng có cái cây đa người ta trồng tại đó. Thứ nhất, để người ta phân biệt được cái hướng của cái làng. Thứ hai là khi người ta đi làm đồng về, nhất là buổi trưa và buổi chiều, sau một sự mệt mỏi ở ngoài đồng, trước khi về đến nhà, đến cổng làng người ta ngồi nghỉ tại đó. Tại đó sẽ là một cái nơi người ta tụ họp lại để nghỉ ngơi dưới bóng mát của cây đa. Và người ta cũng gặp được bạn bè hay là bà con lối xóm ở trong cái làng đó để nghỉ ngơi trước khi họ trở về nhà. Không ai muốn từ cánh đồng hỏi về nhà nó mồ hôi bổ kê ra đó, mà người ta muốn được nghỉ ngơi cho nó bớt mồ hôi đi, đỡ mệt đi, tỉnh táo sảng khoái trở lại rồi bây giờ người ta mới về nhà, nhất là những buổi trưa. Và cho thấy rõ ràng là cái cây đa nó trở thành một cái nơi mà đầu làng rất là quan trọng. Mà ít khi người ta để ý tại sao người ta lại trồng cây đa đó. Phần lớn các làng ở miền Bắc ấy đều có những cây đa tương tự như vậy. Đức Chúa đã bày tỏ quyền năng của Ngài qua 10 tai vạ trên xứ Ai Cập để gây một sức ép bắt dân Ai Cập đó phải buông tha truyền dân của Ngài lại, dân Israel đó ra khỏi Ai Cập. Nhưng mà khi Chúa bày tỏ điều này thì Chúa đã cho Môi-se nói ra trước cho người Ai Cập biết, và dân Israel biết rõ rằng Đức Chúa sẽ làm điều đó. Trong bữa cái tai vạ này xảy ra thì có một điều đặc biệt là Chúa biệt riêng cái nơi mà dân Israel đang sống đó là xứ Gô-sen đó, không bị bất cứ một tai họa nào cả. Đó là một cái điều đặc biệt chúng ta phải nhìn vào. Xuất Ai Cập Tô Ký đoạn 8 câu 20 đến 22 chép: Kế đó Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Này, Pha-rô-ôn sẽ ngự ra mé sông, người hay dậy sớm đi ra mắt người, mà tâu rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vậy, hãy tha cho dân ta đi để cho nó hầu việc ta, vì nếu ngươi không cho đi, này ta sẽ sai ruồi mỏng bu nơi ngươi, quần thần, dân sự và cung điện ngươi, nhà của ngươi Ai Cập cũng đều sẽ bị ruồi mỏng bu đầy và khắp trên đất nữa. Nhưng ngày đó ta sẽ phân biệt xứ Gô-sen ra là nơi dân ta ở, không có ruồi mỏng, hầu cho ngươi biết rằng ta Giê-hô-va có ở giữa xứ. Chú phán điều đó, Pha-rôn biết, quần thần biết, dân Israel cũng biết nữa. Và khi cái tai họa này giáng xuống cho xứ Ai Cập thì riêng trong xứ Gô-sen thì đêm thì yên lặng, không có tiếng chó sủa. Và nếu được sự tối tăm giáng Ai Cập thì trong xứ Gô-sen vẫn có sự sáng. Điều đó có một sự bày tỏ đặc biệt của Đức Chúa Trời cho mọi người nhìn thấy điều đó, để cho những người sống trong xứ Ai Cập đó sẽ nhìn biết Đức Giê-hô-va đang ở đó. Chính sự kiện cùng các dấu hiệu đó giúp cho nhiều người ngoại đã sống trong xứ Ai Cập này đó nhận biết dân Israel là một dân được Đức Chúa Trời chọn lựa. Và người ta có nhận biết rằng Đức Chúa Trời đó là Đức Chúa Trời toàn năng. Và cái trong ngày mà dân Israel được rút ra khỏi xứ Ai Cập đó, có rất nhiều người ngoại đã đi theo, bởi vì người ta nhận biết cái dân này là dân tuyển chọn. Nó giống như một cái cây rất là lớn mà người ta có thể đến ngụ ở trong đó để nhờ vả.
Thế cho đến ngày sau đó này Chúa từng phán rằng Ngài sẽ móc chiên của Ngài ra và đem đến cái chuồng tử tế. Đã là chiên mà Chúa lại móc ra, có nghĩa là chiên đó đã có chuồng, nhưng cái chuồng đó không phải là của Đức Chúa Trời. Chiên ở cái chuồng không phải thuộc về nó. Chúa sẽ móc nó ra, đem đến chuồng tử tế. Tức là Chúa móc từ cái chuồng này đưa sang chuồng khác, từ cái chuồng không phải là chuồng đưa đem đến cái nơi mà phải là chuồng, là nơi mà Chúa chăm sóc. Thì ngày sau đó này người ta sẽ nhìn thấy điều đó. Nhưng mà để cho người ta có thể nhìn thấy điều đó thì phải có sự so sánh. Nên Chúa muốn chúng ta tỉnh thức về những điều mà Chúa sẽ làm trên trái đất này. Nếu chúng ta không để ý điều đó, chúng ta sẽ hoảng sợ, chúng ta sẽ nghi ngờ. Chúng ta buổi sáng nay vừa đọc cuốn sách của bà Chu Nam. Khi mà Chúa tập luyện thân thể của bà sợ hãi quá, bà nghĩ là không lẽ bây giờ mình chết hay sao? Nhưng bà không biết rằng Chúa đang tập luyện để trang bị sự sống của Chúa vào trong thân thể của bà, hầu cho bà có thể nhờ ơn của Chúa, nó có thể sống mạnh mẽ và đầy quyền năng của Chúa để đại diện Chúa đi giao giảng tin lành, làm phép lạ và chữa lành cho nhiều người. Nhưng mà bởi ý chí của con người bình thường, người ta nghĩ rằng ồ có thể mình chết sao, sao mà khổ như thế này, sao mà đau như thế. Thì ở đây cũng vậy, những ngày sau rốt này tai vạ sẽ giáng xuống nhiều nơi, sẽ có nhiều nơi mà bệnh tật tai họa không được chữa lành, bởi vì tại nơi đó không có sự hiện diện của Chúa, tại nơi đó Chúa đã lìa bỏ. Và bây giờ chiên của Chúa bắt đầu ngơ ngác tìm đi đến chỗ nào. Tôi đã từng ở bên Canada trong thời kỳ năm 1995, khi mà tôi bắt đầu quay trở lại cùng Chúa, thân thể của tôi vẫn còn rất nhiều thứ bệnh tật. Và tôi nghe rằng ở hội thánh vườn nho ở trên sân bay Toronto đó có một nơi bị quyền năng của Thánh Linh đến, và rất nhiều người đã bay từ nhiều nước trên thế giới này đến tại nơi đó, và họ được Chúa chữa lành tại đó. Và chúng tôi đã tìm đến nơi đó, và khi chúng tôi tìm đến nơi đó, chúng tôi mục kích sở thị, nhìn thấy, được động cảm và kinh nghiệm được quyền năng của Chúa có thật ở trên đó. Trong khi đó, khi trở mình về cái nơi mà mình gọi là cái chuông của mình đó, gọi là hội thánh đó, mà tại đó không có quyền năng của Chúa. Họ thờ phượng theo cách của thủ tục tôn giáo, theo cách mà người ta được dạy ở trong nhà trường, chứ không phải cách của kinh thánh đã nói. Và bởi vì chúng tôi chất vấn cái vị giáo hội trưởng của cái hệ phái đó rằng tại sao chúng tôi không được nghe về Đức Thánh Linh, tại sao không được giảng về Đức Thánh Linh, tại sao không thấy phép lạ của Chúa ở trên hội thánh của Ngài y như kinh thánh đã chép. Ông ta không trả lời được. Và khi Chúa nhìn thấy chúng tôi một số người ít ỏi nhưng mà tìm kiếm quyền năng của Chúa, tìm kiếm Thánh Linh của Ngài và tìm kiếm được cái gì mà kinh thánh có chép đó, bây giờ Chúa động chạm chúng tôi. Và tôi mới hiểu là khi nó tìm kiếm Ngài hết lòng, chúng ta sẽ gặp Ngài được. Và bây giờ Chúa bắt đầu bảo tôi là con phải ra khỏi nơi này để đến cái nơi chuồng tử tế. Trong khi tôi chạy như vậy, đến tại cái chuồng tưởng bên ngoài là tử tế mà không phải tử tế, rồi cuối cùng Chúa bảo không phải nơi này, con phải ra nữa, và Chúa khiến tôi ra. Và bây giờ Chúa đưa tôi đến cái nơi có sự hiện diện của Thánh Linh ở tại đó. Ngài bắt đầu đào tạo huấn luyện tôi, rồi Chúa cho tôi biết rằng có rất nhiều cái chuồng mà Ngài muốn là cái chuồng tử tế của Ngài cho chiên của Ngài ở. Nhưng mà có rất nhiều người chăn, người ta vẫn không trung tín ở nơi đó, chạy chỗ này chạy chỗ kia để chiên bơ vơ. Rồi Chúa đưa tôi đến rất nhiều nơi khác nhau, có rất nhiều chuồng khác nhau, nhiều loại chuồng khác nhau, để nhìn cách mà những đầy tớ của Chúa tại đó chăn bầy chiên của Ngài như thế nào. Và Ngài chỉ cho tôi là có rất nhiều chuồng mà mỗi một người chăn có một cái tính nét riêng, và Chúa là con phải nhìn tất cả những tính nét của những người nào là người chăn thật. Họ có những tính nét này, họ có những tính nét kia, con tổ hợp lại tất cả cái tính nét có thật mà theo như kinh thánh chép, con phải học được những tính đó. Và bây giờ Chúa bảo bây giờ con ra con lập một cái bài. Tôi kinh ăn cầu nguyện đúng một tuần và Chúa cho tôi truyền bao và tôi bắt đầu lập một bài. Và Chúa khiến cái bài đó được gây dựng lên và Chúa dạy tôi chăn bầy phải như thế nào. Vì bầy chiên đó là chiên của Chúa, nên là Chúa đã sử dụng Môi-se và Chúa ở cùng Môi-se, Chúa ở cùng môi miệng của Môi-se. Cái điều quan trọng nhất là Chúa kêu gọi và người hầu việc Chúa phải nghe lời tiếng Chúa và làm theo lời của Đức Chúa Trời, và chính Chúa chăn bầy chiên của Ngài qua các tôi tới Ngài. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 12 câu 33 đến 38 chép: Người Ê-díp-tô thúc giục dân Y-sen ra khỏi xứ mau mau vì nói rằng chúng ta đều chết hết. Vậy dân sự đều đem bột nhồi chưa men đi rồi bọc trong những thùng nhồi bột trong áo tơi vác lên vai mình. Và dân Y-sen có làm y theo lời Môi-se đã dặn: Xin người Ê-díp-tô những đồ bằng bạc, bằng vàng cùng áo sống. Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mắt người Ê-díp-tô nên họ bằng lòng cho. Và dân Y-sen lột trần người Ê-díp-tô vậy. Dân Y-sen đi từ Ram-se đến Su-cốt, số không kể con nít được chừng 60 vạn người đàn ông đi bộ, lại có vô số người ngoại bang đi lên chung luôn với chiên, bò, súc vật rất nhiều.
Những người ngoại ở trong xứ Ê-díp-tô này đã chịu dưới 10 tai họa mà Đức Chúa Trời đã giáng xuống cho Ê-díp-tô. Nhưng họ nhìn thấy trong xứ Gô-sen là nơi dân Y-sen ở đó không hề có tai họa. Và bây giờ họ biết rồi, và khi dân Y-sen ra khỏi, họ đi theo. Vì họ biết cái dân này là dân được phước, dân này là dân có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời toàn năng. Họ đi theo. Câu chuyện đang dẫn dắt chúng ta đến cái đề tài mà chúng ta đang học đây. Là để cho lời Đức Trời được tôn cao trên đất này. Vì lời Đức Trời được gọi là vầng đá vững an, là vầng đá của các thời đại, là vầng đá ẩn náu cho mọi người chúng ta. Vậy thì Chúa Giêsu đã đến và Ngài tôn cao lời Đức Chúa Trời để cho người ta có nơi trông cậy, để người ta đến với lời Đức Trời để được cứu rỗi. Đức Trời đã đầu tư lời của sự sống lại và sự sống của đời vào trong người chúng ta, trước hết là qua dân Israel thuộc thể mà Môi-se là người được Đức Trời kêu gọi để qua người mà luật pháp công bình của Ngài được ban cho tuyển dân của Ngài. Qua dân Israel mà những người trong thế gian này nhận biết có Đức Trời ngự giữa dân đó. Đức Trời đã nói tiên tri vì sự đầu tư của Ngài sẽ đem lại kết quả y như Ngài đã muốn như sau. Sách Sa-cha-ni đoạn 3 câu 9 đến câu 10 có chép: Vì này, hòn đá mà ta để trước mặt Giê-hô-sua chỉ là một hòn mà có 7 con mắt. Này, ta sẽ chạm trổ nó và ta sẽ cất sự ra nát khỏi đất này trong một ngày. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Trong ngày đó, các ngươi ai nấy sẽ mời kẻ lân cận mình dưới cây nho và dưới cây vả. Chúa nói tiên tri về chức vụ của Chúa Jesus Christ, mà cây nho nói về lẽ thật của lời Đức Chúa Trời và cây vả nói về tôn giáo Do Thái. Hay nói cái chính xác là cây vả nói về dân Israel. Và ngày mai chúng ta thấy rõ điều này, Chúa đã bộc lộ dân Israel ra cho toàn thế giới biết vì dân Israel là một dân đặc biệt. Trong tất cả các dân trên trái đất này có một cái dân đặc biệt. Họ đã nhìn ra rằng cái khối sản lượng mà thực phẩm rồi hoa quả, rau, cây trái và nền kinh tế quốc dân tính theo đầu người thì dân Israel là cao nhất trên toàn thế giới này. Sau hơn 3 năm thi hành chức vụ, danh của Chúa Jesus Christ đã được vang ra khắp nơi chung quanh xứ Galilee và các vùng phụ cận Jerusalem, Judea và bây giờ lan đến tận dân ngoại, tức là người Hy Lạp. Bản tiếng Việt là Greek nhưng mà trong tiếng Anh là Greek, tức là Hy Lạp. Khi mà những người Hy Lạp này, những người Greek này đó nghe được danh tiếng của Chúa Giêsu và họ bắt đầu tìm đến, họ không dám trực tiếp đến với Chúa Giêsu, họ đến với các môn đồ của Ngài và họ nói là chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Giêsu. Đây là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta đã từng kinh nghiệm được hội thánh Tin Lành của Chúa Giêsu ở trên đất này đã bị bắt bớ, nếu gọi là tư gia luôn luôn bị bắt bớ, luôn luôn bị nghi ngờ rằng là gián điệp cho nước ngoài, bị cấm đoán. Bao nhiêu lần tụ họp đó là phải bí mật. Tôi đã từng phải đi giảng như là người đi trốn vậy đó, bí mật, nhỏ nhẹ, không dám ồn ào. Làm vậy thì bị cấm, bị người ta nghi ngờ. Nhưng mà đã đến kỳ đã định, chính Chúa sẽ cho người ta nhìn thấy được. Và cảm tạ Chúa, chính Đức Chúa Trời bộc lộ thân thể của Ngài ra. Chúa là chúng ta là Đức Chúa Trời thành tín. Dân Israel của Chúa đến ngày hôm nay, Chúa vẫn bảo vệ họ đó. Mắt của Chúa vẫn ngày đêm dõi trên họ đó. Mà Chúa phán rằng là phàm dân nào ăn nuốt dân đó sẽ có tội, vì đó tuyển dân của Đức Chúa Trời, đã tuyển dân của Chúa. Nếu họ hư với luật pháp Đức Trời, chỉ có Chúa có quyền trên họ mà thôi. Ngài sai ai đánh mỗi quyền. Còn nếu người ta đánh quá lỗ, Chúa sẽ trừng phạt kẻ đó. Trong quá khứ Babylon đã chẳng từng, rồi Nebuchadnezzar đã chẳng từng cai trị dân Xem quá hà khắc chứ. Chúa đánh họ luôn bởi vì họ đã hà hiếp quá với lại điều mà Chúa cho phép đối với dân Israel. Bây giờ thấy một điều, tại sao Chúa Giêsu khi thấy người người đang này đến với Chúa như vậy thì Chúa lại phán là giờ đã đến rồi khi mà con của Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển. Nếu như mà dân Giu-đa hay là các cái thành lân cận đến để tìm kiếm Chúa thì là chuyện đương nhiên, bởi vì người ta có nhu cầu, người ta biết có Đức Chúa Trời, người ta được nghe Đức Chúa Trời. Nhưng đây đối với bề ngoài là người đang đô hộ dân Israel, người Greek lúc đó tức là người Hy Lạp đó, tức là dưới vương quốc của Roma, mà bây giờ đến tìm kiếm Chúa mà họ nói rằng họ muốn ra mắt Đức Chúa Giêsu. Điều đó có nghĩa là họ đã được Chúa Thánh Linh động chạm đến họ và nhận biết rằng Chúa Giêsu đến từ Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là trong 3 năm Chúa Giêsu xây dựng một thương hiệu nước Đức Chúa Trời đã được thành công. Trong 3 năm Ngài đi giao giảng tin lành khắp mọi nơi, thành Capernaum,
rồi xứ Galilê và nhiều nơi kể cả Samari, và tất cả những nơi đó tiếng của Ngài đã được đồn ra khắp mọi nơi. Và bây giờ những người Gret, chúng ta biết là người Hy Lạp hồi đó là người rất là kiêu ngạo, bởi vì họ đang là trong cái đế quốc của Roma đó, là thống trị rất nhiều nước trên trái đất này. Họ phát triển kỹ nghệ quân sự, đặc biệt là vấn đề cầu cống, đường xá, thuyền bè đó là họ phát triển rất là nhanh, nên họ thường tự hào về cái sự thông minh của họ đó. Nhưng bây giờ họ đã hạ mình xuống để tìm đến Chúa Giêsu, thì điều đó có nghĩa là thời kỳ này người ta nhận biết rằng cái sự khôn ngoan của người xác thịt đó không thể nào địch lại với cái sự hiểu biết cùng quyền phép của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa, đất Việt Nam chúng ta ngày nay đang Chúa bày tỏ điều đó ra, và người ta đang nhìn thấy sự lạ lùng ở trong hội thánh Tin Lành. Người ta nhìn vào thánh Tin Lành khác với con mắt của 3 năm trước đây. Và ngày sau đó này, Ngài bắt đầu ta tìm đến với Tin Lành để hỏi xem rằng cái điều này kinh thánh của các anh chép như thế nào. Khi mà có sự bói toán đồng cốt rồi xem mồ mả, tìm mộ, tìm mả, tìm người chết, tìm người mất tích, như vậy thì kinh thánh chép như thế nào, họ đến để so sánh. Như vậy họ biết rằng có sự thần bí ở đó, họ không hiểu được, nhưng họ tin rằng có một đấng tối cao, có một cái đạo cao hơn tất cả các đạo khác, đó là đạo Tin Lành, là đạo thờ Đức Chúa Trời. Thì chắc chắn rằng cái đạo này sẽ biết tất cả mọi sự. Và người ta đến với tôi, người ta đưa cuốn đĩa đó, họ đến, họ nói là anh ơi, những điều này đang xảy ra ở trên đất này, và chúng tôi muốn biết rằng là kinh thánh có chép về điều này không, tại giải nghĩa chúng tôi như thế nào. Cảm tạ Chúa, tôi cậy ơn Chúa để nói là điều này kinh thánh đã có chép, và những gì mà người ta đang làm đó là quyền lực của ma quỷ hành động cho người ta. Nếu anh muốn tin có Đức Chúa Trời không, nếu anh cho phép cho tôi đến đó, tôi công bố lời Đức Chúa Trời, thì tất cả những cái điều mà người ta lợi dụng sự mê tín đó của lực ma quỷ hành động đó, nó sẽ bị mất đi. Bây giờ anh sẽ tin rằng có Đức Chúa Trời không? Tôi sẽ không làm bất cứ một điều gì như người ta làm cả, ngoài việc tôi công bố lời của Đức Chúa Trời đã được chép trong kinh thánh này. Thì anh sẽ biết rằng là lời của Chúa có quyền phép cai trị muôn vật, bởi vì Chúa đã dùng lời của Ngài để tạo đến muôn vật, Ngài dùng lời của Ngài để nâng đỡ muôn vật, Ngài dùng lời của Ngài để khiến kẻ chết sống lại, kẻ què được đi, kẻ biết được nghe, kẻ câm được nói, kẻ mù được thấy, kẻ hài hiếp được tự do. Tôi sẽ dùng lời của Chúa để chắc chắn nó, tôi công bố tại đó, thì anh sẽ thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ được công bố tại đó, và quyền lực ma quỷ sẽ mất đi. Anh sẽ tin đó là lời Đức Chúa Trời, và anh tin rằng khi lời Đức Chúa Trời được công bố ra, chính chúng ta hành động chứ không phải là xác thịt của chúng tôi. Anh sẽ biết công việc của Chúa. Đức Chúa Trời đầu tư lời sống của Ngài và trong lời người chúng ta sẽ biết là qua Israel, và qua dãy Israel đó mà thế gian nhận biết có Đức Chúa Trời nữa, qua dãy Israel mà những người trong thế gian này nhận biết có Đức Chúa Trời ngự giữa dân đó. Và Đức Chúa Trời đã nói tiên tri vì sự đầu tư của Ngài sẽ mang lại kết quả như ý của Ngài muốn. Chúa nói về Jehoshua, mà Jehoshua tức là Josué, Josué tức là Jehovah. Chúa đã nói về chức vụ của Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu là đấng duy nhất có 7 vị thần của Đức Chúa Trời ở trên Ngài. Sao tôi đi lần 3 câu 9 câu 10 đấy? Vì này, hòn đá mà ta để trước mặt Giê-xu-a chỉ có một hòn mà có 7 con mắt. Chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu là lời của Đức Chúa Trời, mà lời của Đức Trời là thần linh và sự sống. Khi nói thần linh sự sống tức là nói về Đức Thánh Linh, mà Đức Thánh Linh chúng ta có 7 tượng của trên đèn 7 ngọn, 7 vị thần của Đức Giê-ma. Vậy thì hòn đá đặt trước mặt Giê-xu-a tức là đặt trước mặt lời Đức Trời chúng ta đó, tức là lời hành sống của Chúa. Vầng đá trải khắp thời đại đó có thần của Chúa. Sau hơn 3 năm thành chức vụ, danh Chúa Giêsu vàng khắp mọi nơi rồi. Và bây giờ những người Gret tìm đến với Chúa. Khi thấy những người Gret tìm những cái lời, Chúa biết dấu hiệu mà Đức Cha đã báo cho Ngài biết đã đến kỳ. Chúa nói này, giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Như tôi nói ban đầu đấy, người ta phải có sự đầu tư. Trồng các loại cây đều có sự đầu tư khác nhau. Trồng chuối thì 1 năm thôi, trồng cam thì 3 năm, trồng mít thì 5 năm, ví dụ như vậy. Tuy sự đầu tư của người ta mà đến kỳ đã định người ta sẽ được thu hoạch. Bây giờ Chúa phán cái giờ mà công việc của Đức Trời sẽ được toàn thể nhân loại nhận biết được, cũng như người nhà nông ấy nhìn vào cái đồng ruộng của mình chín vàng rồi và nhìn thấy trời trong xanh mà vẫn mây cao rồi, họ biết rằng đây là vụ mùa được bội thu rồi. Không thấy mưa u ám, nhất là khi mà lúa chiếu xuống rồi mà thấy cứ mưa hoài rồi, họ sợ thất thu. Lúa chín rồi mà không gặp được thì thất thu. Thì cũng có thể như vậy, Chúa muốn chúng ta nhìn vào thân thể của Chúa và những dấu hiệu Chúa bày tỏ chúng ta những ngày sau đó này, để biết rằng đến kỳ mà Chúa sẽ gặt hái chúng ta trở về cho nhà của Ngài.
Chúa Giêsu của chúng ta không giảng về chính mình, nhưng Ngài giảng tất cả mọi sự mà Đức Chúa Trời đã phán truyền, và để có thể giao giảng tin lành mà Đức Chúa Cha đã giao truyền cho Ngài đó, thì Chúa Giêsu phải trải qua một thời gian dài 30 năm Chúa ở với đời người, kinh nghiệm tất cả mọi sự nóng lạnh, khổ, mùa đông, mùa hè, buồn vui cùng với đời người. Và từ giữa đời người đó, Ngài bắt đầu thi hành chức vụ của Chúa Cha giao cho đó. Và bây giờ Chúa chịu phục hoàn toàn trọng trách của một con người ở dưới luật pháp Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy một điều, để có thể giao giảng tin lành của Đức Chúa Trời thì một con người ta phải được kinh nghiệm được quyền năng của Chúa ở trên mình. Ngày nay có rất nhiều người đi đường tắt, cả cuộc đời của nó chưa hề biết một tí nào về Chúa cả, bây giờ được nghe về cái chức vụ đó quan trọng lắm, được vinh dự lắm, và ta bỏ công sức đi học. Người ta học với một cái động cơ là để mình có một cái chỗ đứng trong xã hội, để được tôn trọng, để được vinh dự, để được có lương, tức là mình có bát cơm, bánh áo để nuôi sống mình. Động cơ họ là vậy, không phải để đi hầu việc Đức Chúa Trời, không phải vì ý muốn của Chúa để làm cho Chúa. Và như vậy thì người ta không có bỏ cái sự đầu tư khó nhọc vào. Và những người như vậy thì cái chức vụ không thể thành công được, vì họ không nhận biết được làm thế nào để có thể đầu tư Đức Chúa Trời, làm thế nào có thể tôn cao lời Đức Chúa Trời được. Buổi sáng nay chúng ta được đọc về cuốn sách của bà Chunam. Cái phần chuẩn bị chức vụ là một phần vô cùng quan trọng. Chúa Giêsu đã phán rằng cuốn sách đã hoàn tất rồi, đã viết xong, chỉ còn in ấn là ra rồi. Nhưng mà bây giờ là lúc mà Chúa đào tạo bà, huấn luyện bà và trang bị quyền năng của Ngài trên thân thể của bà. Một thời gian liên tục đó để làm gì? Để sửa soạn cho một con người chịu được tất cả mọi sự khó khăn. Để làm thế nào đó mà tâm linh của người đó hoàn toàn có thể có đủ quyền năng để các chị xác thịt mình, hầu cho có thể mang quyền năng của Chúa đi khắp mọi nơi để giảng. Cuốn sách in ra, bà sẽ là người đi giảng về cuốn sách mà Chúa cho bà viết ra. Và bà không chỉ nói về cuốn sách, bà qua lời làm chứng của bà, qua sự gợi khen Chúa của bà và qua sự đặt tay của bà, quyền phép được lưu ra, người ta mới tin được cuốn sách đó là đúng. Nó vô cùng quan trọng. Chúng ta thấy rõ ràng là Chúa nói cuốn sách đã xong rồi, nhưng bây giờ con phải nghỉ ngơi khỏi cuốn sách này, nhưng được tập luyện thân thể này để Chúa sức giàu cho. Bây giờ xong đâu đó rồi, Chúa mới giao chìa khóa cho bà. Bây giờ là lúc mà Chúa đi mở cái lòng của người ta ra bằng quyền năng Đức Trời, bằng cuốn sách những lời đó và bằng quyền năng của Chúa để chứng tỏ ra. Cũng như khi xưa, cũng như ngày nay, các môn đồ của Chúa đi ra giao giảng lời Chúa và Thánh Linh của Chúa cùng hành động với họ, bày tỏ các phép lạ để làm cho vững đạo. Các môn đồ thì giảng lời Đức Chúa Trời và quyền năng của Thánh Linh Ngài bày tỏ với phép để làm chứng nhận cái lời họ giảng đó là đúng. Để làm công việc này, Chúa Trời đã để Chúa Giêsu được chuẩn bị trong 30 năm. Ngài sống trọn vẹn ở trước mặt loài người, được lòng người ta. Như vậy là Chúa Giêsu phải sống trong thân thể loài người và Ngài vâng phục luật pháp của Đức Chúa Cha cách trọn vẹn. Bây giờ Ngài có thể đi giảng lời trọn vẹn của Đức Chúa Trời mà ma quỷ không thể ngăn trở Ngài được. Tiên tri Ê-sai đoạn 53 câu 1 đến câu 3 chép: Ai tin điều đã giao truyền cho chúng ta và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cây trời, như cây rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh rẻ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, bị sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Trong 30 năm đó, Chúa Giêsu sống với loài người. Và khi Chúa thi hành chức vụ, người ta nhìn vào Ngài, người ta không tin. Ở đây chúng ta thấy một điều là để sửa soạn cho một chức vụ không phải là chỉ sửa soạn về sự hiểu biết của con người, khả năng giảng của con người, mà chuẩn bị luôn cả tất cả mọi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và cái tấm lòng của người đó cho Đức Chúa Trời. Và Chúa Nam mới được Chúa đào tạo. Chúa nói là con đừng để ý đến điều người ta sẽ nói, người ta sẽ chê bai hay người ta nghi ngờ về con. Con tập trung vào ta. Bạn từng làm chứng rằng bà muốn nhảy múa hát ca và hội thánh của Chúa được phước và nhiều người được chữa lành. Nhưng Chúa nói, con tập trung vào ta, con nhảy múa cho ta, chứ không phải con nhảy múa cho người ta được lành. Phần lớn chúng ta muốn đi giảng để nhiều người được tiếp nhận Chúa. Nhưng mà Chúa nói, đó là nhiệm vụ con phải làm, nhưng cái chính là con làm cho ta. Con làm điều đó vì ta. Hai điều này nhiều khi chúng ta lẫn lộn. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải giảng cho nhiều người để đến với Chúa đó thì Chúa sẽ vui. Nhưng Chúa nói, cái điều con làm theo ý của ta mới làm ta vui. Còn người ta có tin nhiều hay ít đó còn tùy thuộc vào lòng của người ta và quyết định của ta đối với lòng tin của người đó hay không. Nên từ khi chúng ta buồn vì cớ tại sao Chúa bày tỏ phép lạ. Tôi từng giảng là giáo sư Hòa Bình, tôi muốn quyền năng của Chúa là hết tôi đặt tay cho người ta cho thế. Nhưng khi tôi trở về tôi cầu nguyện Chúa cho bà con hay không,
Có kẻ không được lành thì không lành, mà người ta đến không phải vì ta, người ta đến không phải vì cớ để phô đồ phục ta, người ta đến nhờ cậy, người ta nhờ vả rồi người ta sẽ đi. Ta biết điều đó. Và tôi ăn năn được cái điều của tôi. Chúa nói là cho dù người ta có tin con hay không tin con là tôi tớ của ta, thì con là tôi tớ của ta. Cái phần quan trọng không phải người ta vỗ tay hay là người ta tán thưởng, thì con mới là tôi tớ của ta. Dù khi con giảng người ta không tin một tí nào những điều con giảng cả, thì con vẫn là tôi tớ của ta. Cái giá trị đó không đổi. Vậy thì làm thế nào đó để đẹp lòng Chúa? Nếu chúng ta nhìn vào người ta mà muốn giảng để người ta háo hức, người ta nghe người ta vỗ tay, thì mình có sức lực đó, thì bây giờ cái điều mình được tôn trọng đó trở thành phẩm tượng trước mặt Chúa rồi, chúng ta sẽ mất phước và Chúa sẽ không bày tỏ phép lạ được. Tôi học được một điều là tôi sẽ giảng theo tất cả điều gì mà Chúa bảo tôi giảng, và tôi để ý của Chúa cao ở trên tôi, và bởi đó là Chúa cho tôi hiểu rằng tại sao Chúa để cho tôn tức của Chúa là cái trán họ cứng như kim cương. Chúa khiến họ nhìn thấy Ngài. Ê-sai thấy Chúa đi, rồi ông sẵn sàng xin Chúa sai ông đi. Mà khi Chúa sai ông đi, Chúa bảo ông cởi chuồng đi trong 3 năm đi trên đất đó, để làm chứng dịch lại dân Israel đó, để làm một dấu hiệu rằng Ngài sẽ trừng phạt dân Israel như vậy đó. Ông sẵn sàng đi để đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho dù người ta bảo ông đặt không là liên, ông cũng chẳng màng. Để cho lời của Đức Trời được tôn kêu, tức là con Đức Trời được vinh hiển, hay là lời Đức Trời được vinh hiển. Mà chúng ta biết rõ rằng là lời Đức Chúa Trời là sản phẩm của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời là ý muốn Đức Chúa Trời, và Chúa muốn sản phẩm của Ngài đã đến động đến loài người chúng ta, và sẽ trở về không phải là lũ nhưng trở về làm trọn cái điều mà Đức Chúa Trời muốn, đó là cứu rỗi loài người lại cho Đức Chúa Trời. Vậy thì không phải chúng ta tôi luyện cho mình thật nhiều để giảng được hay, trình bày được tốt, mà cái chính là mình phải hiểu được là cái tâm tư của Chúa, ý muốn của Đức Chúa Trời là thế nào. Mình phải kinh nghiệm được, mà muốn kinh nghiệm được ấy, thì mình phải có sự hy sinh. Người nhà nông nghĩ đến tương lai, nên bỏ tất cả điều tốt nhất. Người cái điều tốt nhất là người ta biết là nếu cái hạt giống bẩy đó đó mà nấu cơm ăn thì cực ngon. Nhưng mà người đó là không, mình phải nghĩ kinh nghiệm của mình đi, để gì cái hạt giống ngon nhất này đó sẽ được gieo xuống hầu cho đến vụ 3 tháng sau đó chúng ta sẽ gặt hái được nhiều hơn, có nhiều đời cơm hơn, có sự hy sinh. Sự hy sinh đổ mồ hôi nước mắt chăm chút đó hầu cho mình gặt hái được. Thì chúng ta đi theo Chúa cũng vậy đó. Cái điều chúng ta đến đây không phải chúng ta ngồi ở đây trung tín có mặt trong ngày Chúa nhận đó sẽ làm Chúa đẹp lòng, hay là bởi chúng ta trung tín nghĩa một phần mười đó là Chúa sẽ đẹp lòng. Đó là việc chúng ta đáng phải làm. Vì nếu ta không làm như vậy đó thì chúng ta sẽ bị sự rủa xả, bệnh tật, tai họa, thậm chí mất linh hồn mình luôn. Nhưng cái điều quan trọng nhất Chúa muốn chúng ta đến đây này đó để tận hưởng được tình yêu của Chúa, đến để hiểu được tình yêu của Ngài. Bởi vì Chúa biết rằng nếu chúng ta đến mà hiểu được tình yêu của Chúa đó thì chẳng ai có thể cầm giữ chúng ta được. Chúng ta muốn ngày nào cũng là ngày Chúa nhận luôn để được đến với Chúa. Bà chúng ta bà nói rõ ràng được. Tôi amen với bà điều này. Bởi vì bà được một cái phước hạnh cực kỳ tốt lành. Đó là gì? Ở với Chúa, được ở với sự vinh hiển với Chúa, được Chúa dắt tay đi cùng nhảy vui với Chúa, đùa giỡn với Chúa đó. Phước hạnh vô cùng lên. Tôi chỉ có một giây một phút ở trên thiên đàng, trong chiêm bao đó mà tôi tỉnh dậy, tôi tiếp lần tiếng ngơ, tôi không muốn trở về, tôi không muốn quay lại làm người đó, tôi chỉ muốn trên đó thôi. Huống chi bà ở với Chúa bao thời gian trên đó rồi, thì mình mới hiểu được Chúa muốn chúng ta đến để tận hưởng tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhưng mà làm thế nào chúng ta có thể tận hưởng tình yêu của Chúa? Kinh Thánh chết này, hãy đến, hãy nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao. Khi nếm thế nào thì chúng ta sẽ nếm. Tôi đang làm việc trên kia thì vợ tôi dưới bếp gọi, anh Thành ơi xuống em nhờ chút xíu. Cái việc gì vậy? Nhờ rồi anh xuống đi, em nhờ một chút xíu thôi. Tôi bỏ công việc nó chạy xuống. Nhờ vậy, anh nếm giùm em cái này đi. Tại vì việc của vợ tôi là nấu, nhưng mà vợ tôi không muốn là bởi vì mình nấu mình thường nếm nhiều quá rồi, có thể cái kinh nghiệm của mình không chính xác. Vậy kinh nghiệm của tôi nói này là chưa có gì ăn cả, đấy là kinh nghiệm tôi có thể nếm được cái vị chính xác của cái món thực phẩm mà vợ tôi nấu đó, tôi nếm. Bởi vì vợ tôi nấu cho tôi ăn. Nếu cho nấu cho vợ tôi ăn thì kiểu gì cũng xong, nhưng mà vì nấu cho tôi ăn nên muốn là tôi nếm cho là vừa chưa, thiếu gì chưa, để nếm mà nó nếm vào đó cho đủ, bởi vì muốn làm đẹp lòng của chồng mình. Mà muốn nếm thì chúng ta phải xúc miệng lên sạch đi, để trong mũi miệng chúng ta không có dư âm của một vị nào khác cả. Chúng ta biết bây giờ chúng ta đang ăn cam mà ta đưa một cái chén chè ngon ra là cái chén chè đã bớt tác dụng ngay lập tức. Ăn cam uống chè là coi như chọn nhau rồi. Cam không ngon nữa mà chè cũng chẳng ngon nữa. Chúng ta phải biết là nó phải tác hợp với nhau. Thế thì Chúa muốn ta muốn nếm với Ngài,
mà chúng ta đến mà không chú ý và để nếm thì làm sao mà biết Ngài hay được. Ngồi ở dưới nghe mà lòng tư tưởng cái lo âu ở chỗ này chỗ kia thì làm sao biết ý của Chúa hay được. Đó lý do tại sao mà Chúa muốn cái tôn tớ của Chúa là phải giảng cho thật kỹ, giảng cho người ta thật đầy đủ vào để người ta hiểu được tình yêu của Chúa ban chúng ta là quý giá như thế nào. Nhưng phần lớn người ta theo phép quen của xác thịt thì nghĩ đó là tôn giáo, nghĩ rằng là Chúa muốn chúng ta sợ Ngài, để trong ngày thánh nó là phải đến đó có mặt để được nghe đạo, để nghe ông mục sư ở trong đạo khác nói là ông cha đạo đạo. Vì sao? Đến để coi lễ, để xem lễ hơn là đến để tận hưởng được Chúa Trời. Bởi cái đó lên là tâm trí của họ đi chơi, họ ngồi đó hiện diện nhưng mà tâm trí đi chơi, lo lắng, buồn chồn. Có rất nhiều cơ đốc nhân nghèo khổ, tung thiếu, trong khi đó Chúa có hứa cho chúng ta là chúng ta sẽ ở đằng đầu chứ không ở đằng đuôi. Nhưng tại sao họ mang danh cơ đốc nhân mà không ở đằng đầu, họ cứ ở đằng đuôi, cứ họ phải vay mượn, là bởi vì họ không yêu mến lời của Đức Chúa Trời. Chúa là Chúa của chúng ta, Ngài không phải đầy tớ của chúng ta. Ngài chỉ chúng ta con đường phải đi để được giàu có, được sự sống đời. Chúng ta phải đến để xem con đường đó Chúa dạy như thế nào. Hãy nhìn tất cả một người khác đi, tại sao họ cũng là cơ đốc nhân, họ giàu có thịnh vượng, mà thật rằng mình cũng là cơ đốc nhân mà mình nghèo. Họ đi thế nào mà họ giàu, còn mình đi thế nào mà mình cứ nghèo. Không phải là lỗi của Chúa đó, mà là của người ta. Nên có rất nhiều cơ nhân nhưng phải xuống địa ngục là bởi vì họ không sống bởi lời của Đức Chúa Trời. Chúa bảo chúng ta đến trong nhà thờ đó cầu nguyện rồi Chúa cho thiên sứ mang gạo, mang mì, rồi mang tiền vào để cho chúng ta. Chúa bảo hãy đến mà lấy của ta và học theo ta thì linh hồn của chúng ta sẽ được yên nghỉ. Nên chúng ta phải đến xem hôm nay Chúa dạy chúng ta để chúng ta bước như thế nào, bởi vì Chúa biết tương lai. Nên ngày hôm nay chúng ta học là để cho tương lai. Vậy chúng ta đến xem là hôm nay Chúa đầu tư cho chúng ta những gì, để chúng ta nhận biết rằng những ngày trước chúng ta chưa hiểu điều này nên ta thất bại. Chúa đầu tư lời của Ngài cho chúng ta, nhưng mà Chúa thắc mắc điều ai sẽ tin cái điều chúng ta giao truyền cho. Chính bởi đó này, Chúa Giêsu đã đến ở với chúng ta hơn 30 năm, rồi sau đó Ngài bắt đầu thi hành chức vụ. Trong 3 năm đó Chúa giảng theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Ngài không chấp nhận bất cứ một điều gì của người ta dâng cho Ngài hết á. Người ta muốn tôn Ngài là làm vua, Ngài lãnh đi. Vì Ngài là vua. Ngài giảng cái ý muốn của Đức Cha, Ngài giảng những gì mà Đức Cha đã truyền bảo Ngài phải giảng. Và chúng ta ngày nay cũng vậy đó. Nhưng ngày sau đó này, chúng ta không chạy theo số lượng phong trào của người ta. Khi chúng ta làm chứng cho Đức Chúa Trời, tôi khuyên anh em chúng ta giảng chính xác như ánh mặt trời chiếu thẳng, không có tây định bất cứ một vùng đất nào cả. Lời Chúa là sao? Chúng ta nói thẳng với người ta như vậy đó. Chỉ cho người ta biết nếu không tin Chúa thì chết, tin Chúa thì sống, mà tin thì phải làm theo, phải vâng lời, không có sự thỏa hiệp. Đừng sợ người ta và đừng dùng trí khôn của mình để lôi kéo người ta đến với Chúa. Hãy nói thẳng, vì biết rằng Thánh Linh của Chúa sẽ hành động trên linh hồn của người ta. Vì người ta thuộc về Chúa, người ta là sáng nghiệp của Chúa, nhưng là đang bị lừa dối đi cho ma quỷ mà thôi. Vậy thì chúng ta phải đến gõ cửa nhà của họ, nghe thật rõ tiếng đi, giảng thật chính xác, giảng đúng. Thì bây giờ Thánh Linh của Chúa sẽ hành động, Ngài sẽ đem sự cứu rỗi cho những kẻ nào có lòng tin. Chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta là người được Chúa đào tạo, mà khi Chúa đào tạo chúng ta sẽ phải chịu sự thử thách. Tôi cảm tạ Chúa, tôi kinh nghiệm, nếu ta dùng trí khôn của mình để giảng đó, thì chúng ta hiểu rằng cái gì sinh ra bởi xác thịt thì sẽ là xác thịt, mà xác thịt thì không bao giờ được qua mắt được của ma quỷ cả và không thắng được. Nhưng mà chúng ta dùng thần của Chúa để giảng, là ngay thẳng, giảng thẳng lời Đức Chúa Trời, ma quỷ không thể nào ngăn trở được, bởi vì nó thuộc sự chúng ta, mà lời Chúa sẽ là sự sáng. Khi nhà sản xuất nhìn thấy nhiều người tìm đến với sản phẩm của mình, thì họ nhận biết rằng thương hiệu của họ đã được thành công. Chúng ta biết là trên thế gian này có rất nhiều thương hiệu. Các thương hiệu khi mà đưa ra, tức là các sản phẩm đưa ra với cái thương hiệu của họ đặt ra đó, thì bao giờ có phải chịu một sự thử thách. Tùy theo thời gian ngắn dài phải không nào? Và những người tiêu dùng bắt đầu thử các mặt hàng đó, rồi họ bình luận, họ nhận xét, họ chê bai, họ khen. Và theo cách thường thì những người sản xuất đó cho người đi ra ngoài để nghe ngóng tin tức xem những người tiêu dùng nói gì về sản phẩm của mình, để điều chỉnh cái sản phẩm đó làm sao cho sản phẩm họ được ưa chuộng và được người ta mến chuộng để người ta mua, thì bây giờ người ta mới thành công. Thế gian ấy, khi quảng cáo sản phẩm, người ta chế tạo sản phẩm xong rồi đó, người ta nghe ngóng, người ta bắt đầu bắt chước nhau. Ở Bắc Mỹ có một thời kỳ kia, xe Nhật, xe Honda, xe Datsun, xe Nissan, rồi xe Honda, rồi Toyota, bắt chước xe Mỹ.
là cái form của xe Mỹ. Rồi bắt đầu bắt chiếc lai lai xe của Mercedes đó. Bởi vì khi người ta nghe ngóng lại, dân ta thích thị hiếu của cái kiểu xe đó như vậy đó. Bắt đầu là người ta gián điệp kinh tế điều tra lại, rồi báo cáo về công ty điều chỉnh lại để làm cái form xe giống như cái kiểu đó, để đánh vào thị hiếu của người ta. Người ta chê bai cái hãng xe của Mỹ là gì? Chế tạo ra cái của mấy ông kỹ sư, không cần biết cái thị hiếu của người tiêu dùng. Bởi đó người ta đi tìm, người ta chê cái này, chê cái kia, ồ cái này form nó mạnh thật đấy mà cái form xấu quá. Thì cái xe này ấy, nó không mạnh lắm nhưng mà nó đẹp. Bây giờ người ta hiểu là này, khách hàng là quan trọng và mình phải sản xuất ra sản phẩm của mình nhá, để được đẹp lòng khách hàng thì mới mang lại lợi nhuận cho mình chứ. Và bây giờ họ mới hạ mình xuống để học xem thị hiếu của người ta cái thời kỳ này đó, giai đoạn này đó, họ thích cái form nào, thích cái màu sắc gì và loại gì. Trước thì xe to, bây giờ thì xe nhiều chỗ, ví dụ như vậy. Trước thì ba cánh cửa, bây giờ thì bốn cánh hoặc năm cánh chẳng hạn. Đó là thời gian. Nhưng mà đối với nước của trời thì không phải như vậy. Đối với nước của trời thì cũng như chính nước của trời không bao giờ thay đổi cường độ ánh sáng của mặt trời. Nó luôn chiếu sáng xuống với sức nóng ngay từ ban đầu Chúa tạo dựng nó, không thay đổi. Chúa sẽ không cần biết là người ta chê bai, người ta thích hay không thích. Mặt trời đã được tạo dựng rồi và cứ thế là chiếu sáng, không thay vị gì cả. Bởi vì Chúa chúng ta là không hề thay đổi. Vì Chúa chúng ta là đấng hoàn hảo, đấng khôn ngoan và vô lận. Điều chi tốt thì Ngài đã tạo dựng và làm xong rồi, Ngài không thay đổi. Và Chúa Giêsu đã đến, Ngài không muốn đẹp lòng người ta, nhưng người ta muốn đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nên Ngài giảng không có sự tê vị. Ngài giảng hết tâm tất cả điều gì đó cần phải giảng cho người ta biết Đức Trời để được cứu rỗi. Chúng ta biết luật pháp công bình Đức Trời được ví như là mặt trời. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên đất này, không tê vị vùng đất đâu cả. Trái đất quay liên tục, tức là mặt trời cứ thế chiếu, trái đất cứ quay liên tục. Như vậy là ánh sáng mặt trời không hề thay đổi cho một nước nào cả, cứ thế mà thôi. Tùy theo độ cao, độ trũng của từng cái vùng của trên trái đất đó mà nhiệt độ ở nơi đó nóng hay lạnh mà thôi. Chứ mặt trời không thay đổi, lời Chúa cũng vậy. Vì chúng ta phải hiểu rõ là lời của Đức Chúa Trời công bố là cho dù người đó là người cấp cao hay là thấp hèn, người giàu có hay là người thiếu thốn, không có tây vị, bất cứ một người nào đó chúng ta làm chứng cho, làm chứng thẳng bằng lời Đức Trời đối với họ. Và chúng ta biết rõ rằng có nhiều người thì thích mặt trời ra phơi nắng, có người thì sợ ánh nắng mặt trời che mặt, đặc biệt là mấy chị phụ nữ dùng kem để mà trang điểm hay là kem để làm trắng da, đó là sợ mặt trời lắm, đông bừng kín hết rồi. Nhưng mà chúng ta hiểu rõ rằng mặt trời rất có lợi, Chúa ban mặt trời cho chúng ta là vô cùng quan trọng cho chúng ta. Và khi Chúa Giêsu thành chức vụ giáo giảng tin lành của Đức Trời trên đất này đấy, Ngài phải chịu rất nhiều sự thử thách. Người ta chống đối Ngài, dè biểu Ngài, vu cáo, xua đuổi Ngài. Có những người thì thích nghe lời của Ngài. Đặc biệt thì mọi lời mà Chúa Giêsu đã giảng ra đó là lời của Đức Trời. Mà lời của Đức Trời thì nghịch lại những sự tối tăm ở trong lòng của những người ưa thích sự tối tăm. Bởi đó khi mà Chúa dùng lời của Chúa cho giảng ra đó, rất nhiều người chống, đặc biệt là những người Pharisee giả hình, những người Sadducee, những thầy tế lễ cả mà sống giả hình trước mặt Chúa đó, chống lại lời của Ngài. Giai đoạn 3 câu 17 đến 21 chép: Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, thì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Và sự đoán xét đó là như vậy: sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phạm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Khi thành chức vụ giao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời trên đất này, Chúa Giêsu đã không dùng sức riêng của mình hay y riêng của mình để giao giảng. Dù người ta có nghe hay không nghe, chấp nhận hay không chấp nhận, Chúa Giêsu cũng không dùng trí khôn của mình để thuyết phục những người nghe. Chúng ta nghe lời Chúa giảng, chúng ta có hình dung được Chúa cứ thế Chúa giảng thôi. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Còn đối với các môn đồ của Chúa, khi hỏi Ngài thì Ngài giảng lại cho họ. Bằng chẳng, Ngài không giảng lại. Đây là điều vô cùng quan trọng cho chúng ta ngày hôm nay. Bởi vì lời của Chúa nhanh chắc mặt trời đó, cứ chiếu thôi. Còn nếu ta muốn tận hưởng ánh nắng mặt trời, chúng ta tạo mọi điều kiện để chúng ta hứng được ánh sáng đó càng nhiều càng tốt cho chính mình. Chúa Giêsu đã dùng rất nhiều ví dụ về người gieo giống
để giảng dạy cho các môn đồ của Ngài biết đến nguyên tắc giao giảng lời Đức Chúa Trời. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 13 từ câu 3 đến 23 có chép: Ngài phán như vậy: Có người gieo giống đi ra đặng gieo, khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn; một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu liền mọc lên, sau khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo; một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm lên phải nghẹt ngòi; một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt thì xanh trái, một hột ra được 100, một hột 60, một hột 30. Ai có tai hãy nghe. Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng: Sao Thầy dùng ví dụ mà nói cùng chúng vậy? Ngài đáp rằng: Bởi vì ta đã ban cho các ngươi được biết những điều bổ nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ thì không ban cho biết. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Vậy vì họ đã được ứng nghiệm lời của tiên tri Ê-sai rằng: Các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà chẳng thấy chi, vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai và nhắm mắt mình lại. E khi mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được, họ tự hối cải lại và ta chữa cho họ được lành chăng? Nhưng phước cho mắt các ngươi vì thấy được, phước cho tai các ngươi vì nghe được. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy mà chẳng được thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe mà chẳng được nghe. Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy giống rơi ra dọc đường. Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là cả nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ thì liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này, về sự mê đắm của cái làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả, song kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30. Chúng ta biết Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời yêu thương. Và Đức Chúa Trời chúng ta yêu thương cách công bình, cũng như Đức Chúa Trời ban cho đời chúng ta mặt trời. Và người ta có quyền xây nhà theo ý của họ. Họ thấy ánh nắng mặt trời hay không, tùy ý họ. Chúa ban cho sẵn rồi, người ta có quyền tận dụng khả năng đó, họ có quyền ngăn chặn cái khả năng đó. Và ngày hôm nay cũng vậy đấy. Chúa ban tình yêu của Ngài cho chúng ta, và tất cả mọi người đều có quyền đến với sự cứu rỗi của Chúa. Và luật pháp Đức Trời ban cho mọi người chúng ta, nó thuộc về mỗi người chúng ta. Và chúng ta có quyền tận dụng tối đa cái khả năng mà lời của Đức Trời có thể đem lại cho chúng ta. Giàu có, thịnh vượng, khỏe mạnh, hay là tai họa, hay là sự đổ xả, nó đều do chúng ta quyết định. Chúa cho chúng ta quyền khai thác lời của Ngài. Bởi đó khi mà những người ta nghe lời Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Chúa nhìn xem lòng người ta, xem người ta đón nhận lời của Ngài như thế nào. Có mừng rỡ cách run rẩy hay không? Hay là thờ lãnh đạo trước lời của Đức Chúa Trời? Bởi cái đó, có những người mang danh là cơ đốc nhân lâu năm, họ nghèo vẫn cứ nghèo. Có người mang danh chức vụ này chức vụ kia, ở trong đạo lâu, họ có tiền, họ có nhà cửa, nhưng bệnh tật và con cái của họ vẫn hoang đàng, mà không làm sao thoát được. Là bởi vì họ không phải đến với Chúa để hầu việc Chúa. Họ đến với Chúa để tận hưởng cái khả năng của lời của Đức Chúa Trời cho người ta có chức vụ, cho người ta giàu có thịnh vượng trên xác thịt này, nhưng không được phần hưởng của nước thiên đàng trên họ. Nên Chúa trong ta thế này, Chúa công bình, và Ngài đã là chúng ta theo đúng cái tấm lòng của chúng ta. Vậy thì khi chúng ta có thể nhìn vào người khác, có thể nhìn ra tại sao người đó cứ khổ, là bởi vì người đó không để cho Chúa cai trị trên cuộc đời của họ nên họ cứ khổ. Họ chọn cái khổ thì họ chọn con đường cách của họ, đi theo Chúa cách của họ, nên họ không thoát được ra. Lời Chúa cho chúng ta những cái cuốn sách lời tiên tri, chúng ta vui mừng đón nhận lấy, thấy liền chúc phước cho. Nhưng có những nơi thì họ vẫn bán những cuốn sách đó, nhưng họ bán là anh chị đọc cái số này phải cẩn thận. Ủa nếu anh chị bảo tôi cẩn thận, tại sao con bán cái làm chi? Nếu chị là người quả thật có lòng tốt, biết đó là không đúng không tốt, tại sao bán ra? Chắc chắn người ta được, ủa tôi bán là bởi vì tôi kinh doanh, tôi bán tôi được tiền, tôi được lời, là sao tôi không bán? Đối với Chúa thì lời của Chúa là sự tốt lành. Chúa ban cho chúng ta đó là để cho chúng ta được sự tốt lành từ đây ngài.
Nhưng mà trong khi Chúa giảng, Chúa thấy lòng họ cứng cỏi, nên Chúa vẫn cứ giảng nhưng họ không được nghe, là bởi vì Thánh Linh của Chúa không cho họ hiểu. Ngài giảng đầy đủ, các môn đồ của Chúa cũng nghe như những người ngồi nghe đó, tất cả đều nghe giống nhau. Nhưng mà những người là môn đồ của Chúa thì lại được cho Chúa cho người ta hiểu, là bởi vì Chúa biết cái lòng của họ. Có người đến nghe Ngài giảng bên ngoài đó thì chẳng hiểu gì cả, là vì thần của Chúa biết rõ lòng của họ, không đến với Chúa để được nghe lời đó. Họ chỉ mong Chúa làm phép lạ để họ nhìn thấy, khỏi cho họ được thỏa chí tò mò, hoặc là Chúa làm phép lạ để họ được chữa lành mà thôi, chứ còn không phải đến để xem ý của Chúa muốn họ làm gì cho nước của Ngài. Thì chúng ta là người được Chúa ban cho sự khôn ngoan để chọn tin Chúa hơn là chọn theo thời gian, thì đã vào trong cái nơi được gọi là những người khôn ngoan để đến tìm đến Chúa đó, thì phải trở nên khôn ngoan trong sự khôn ngoan của mình. Đó là đến để nhận biết rằng lời của vua Chúa Chúa đó là muốn trang bị cho ta sự khôn ngoan thật của Đức Chúa Trời, là con đường của sự sống và đời, con đường của sự phước hạnh và thịnh vượng, con đường của sự hoàn hảo. Vậy chúng ta phải hiểu rằng Chúa ban cho, nhưng mà chúng ta phải nhận biết cái giá trị quan trọng đó là chúng ta phải vâng phục, chúng ta phải tin và phải nhờ cậy Chúa để làm. Nghe được rồi, nói là Chúa ơi khó quá, nhưng con muốn theo Ngài, xin giúp con với, thì Ngài sẽ giúp. Bà Chu Nam thắc mắc với Chúa Giêsu: Chúa ơi, tại sao có rất nhiều người Cơ Đốc nhân đó, họ vẫn còn khổ hải như vậy đó, họ vẫn thiếu thốn như vậy đó Chúa? Chúa nói là nếu như tất cả mọi người nào đó mà muốn ta giúp cho và tìm kiếm ta và cầu xin ta sẽ giúp cho. Như vậy rõ ràng là Chúa đã đưa ra cho chúng ta mục tiêu, đưa ra một con đường, và Ngài xem lòng của người ta, chứ không áp đặt người ta phải theo Ngài. Nhưng Ngài chỉ cho người ta biết con đường họ chọn đó sẽ đi về một trong hai nơi. Nếu chọn đi theo Chúa, làm theo lời của Đức Trời thì về thiên đàng. Còn nếu không chọn theo Chúa mà chọn theo xác thịt mình sẽ về địa ngục. Còn nếu muốn chọn theo Chúa mà khó quá, cầu xin Chúa, Ngài sẽ giúp. Rõ ràng đó là sự công bình, đó là sự tốt lành. Chúa muốn chúng ta là đầy tớ Chúa đó, hãy giảng thật cho người ta biết là đừng đến với Chúa với một mặt thiểu não. Chúa thương xót hết thảy, hãy đến với Chúa để được sự khôn ngoan thông sáng của Chúa. Lời của Chúa là sự sống lại và sự sống, chính Chúa sẽ khiến chúng ta được sống lại từ tâm linh mình, và mình phải làm theo lời của Đức Chúa Trời. Mà khi làm theo lời Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được phước hạnh. Chúa muốn ta đứng trên lời của Đức Chúa Trời, nhờ cậy nơi Ngài, không nhờ cậy con người, không trông cậy con người. Hơn 10 năm qua đi theo Chúa, tôi kinh nghiệm, mỗi lần tôi sang bên Mỹ, đầu tiên sang đi còn nhiều người lắm, lần vừa sang có một lần chỉ có 2 người thôi, tôi và chị Nguyệt, tôi vẫn giảng, bởi vì cái giờ đó là giờ tôi giảng, và tôi không vì đó, bởi vì đấy là mạng lệnh của Chúa, và tôi giảng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, tôi giảng mà tôi ghi lại, còn ai đó muốn nghe được thì sẽ có cái băng để lại cho họ. Chị Nguyệt cố đó nghe, rồi một lát sau nữa 2-3 người cũng lục tục kéo đến, tôi tiếp tục giảng, không phải vì cớ có người hay không có người mà tôi giảng được hay là không giảng được. Bởi vì tôi giảng cho Đức Chúa Trời, không phải để cho Ngài nghe. Nhưng bởi vì đây là chức vụ Chúa kêu gọi tôi để giảng, và tôi giảng. Sức lực để tôi giảng đó không phải là bởi có người hay không có người, mà cái chính là tôi được giảng, và giờ đó là giờ ấn định để tôi giảng. Tôi sẽ giảng, và tôi cảm tạ Chúa. Tôi không bị cái thần tượng mà kế tôi, bởi cái đó nên Chúa là số 1 của tôi. Tôi cảm tạ Chúa là bà Chu Nam có thể nói được những điều đó, bởi vì bà tận hưởng quá nhiều phước. Tôi vui mừng cho bà, và tôi cũng cảm tạ Chúa là tôi được Chúa kêu gọi, và chính Chúa cho tôi cái ơn là tôi hiểu được đó. Nên tôi không giảng vì cớ có người ta đông hay không đông, mà tôi giảng bởi vì Chúa bảo tôi giảng là tôi giảng. Đã có một lần tôi giảng xong, tôi xuống ăn cơm, tôi đang cơm với bà, một lát nữa con lên con giảng lại cái bài này, và tôi lên tôi chuẩn bị lại và tôi giảng lại, không có người. Bài giảng đó còn được ghi nữa, một trong 9 chương của Đức Tin đó có một chương tôi giảng không có người. Tại vì buổi sáng tôi giảng nó có rất nhiều trẻ con, nó khóc ve ve vào trong đó. Sau đó Chúa bảo tôi giảng lại. Và tôi cảm tạ Chúa là tôi giảng đúng như khi mà có người đang của trước mặt vậy, không ai phát hiện được. Bởi vì đấy là thần của Chúa hành động cho chúng ta. Mình giảng thì cớ Đức Chúa Trời. Nên người ta đông hay không đông không thành vấn đề. Và tôi kinh nghiệm được những gì mà Chúa dạy và Chúa Nam, tôi sung sướng vô cùng. Bởi vì điều đó đã tôi được vững an. Bởi vì có thời kỳ tôi đã được sự thử thách đó. Thì Chúa nói là con nhảy múa cho ta, không phải để vì cớ người ta được lành. Con phải làm đẹp lòng ta. Bất cứ ở đây nào, hội thánh nào mà làm đẹp lòng ta, thất bại sẽ xảy ra. Ta đưa con đến để con nhảy múa hát ca, người khen ta, ta vui thỏa về điều con dâng cho ta. Còn ai đó chống con thì nơi đó bất phước. Nhưng nếu tất cả nơi đó mà vui mừng với con thì thất bại sẽ xảy ra.
Cho nên bất cứ một nơi nào đó mà tiếp đón tôi tớ của ta, ấy là tiếp đón ta, thì phép lạ sẽ xảy ra. Thì nếu nơi nào đó không tiếp đón tôi tớ ta, bắt bớ tôi tớ ta, thì không có phép lạ xảy ra cả. Và tôi cảm tạ Chúa, đó là nguyên tắc. Bởi vì đó tôi muốn anh em biết rằng, thái độ chúng ta đến với Chúa là thái độ đến với Chúa thật, không phải đến với thủ tục của luật pháp mà Đức Trời đã quy định chúng ta phải làm. Chúng ta đến với Chúa là để vì Đại Chúa con đang nghe Ngài, thì giúp cho con hiểu được lời của Ngài, nói qua tổ tớ của Ngài. Thôi tôi ghi tạc cái lời đó vào trong lòng con, kế đó trong lòng con là để con nó mọc lên, để con hiểu được ý muốn của Chúa. Vì lời Chúa bày tỏ cho con không phải là vấn đề thủ tục của tôn giáo đâu, là ý định tốt lành, thì là con đường, Ngài mở lối cho con, Ngài dạy dỗ con, Ngài trang bị cho con để con hầu việc Ngài được. Xin giúp cho con tận hưởng được và sở hữu được lời Ngài giảng cho con đấy. Đến thái độ đó, chúng ta được phước. Chúa muốn ta đến tập trung vào Ngài, tập trung vào, chú ý nghe lời của Chúa Trời và nhận biết rằng Chúa sẽ nhìn vào tấm lòng của chúng ta đó và ban phước cho chúng ta. Trong cái bài học của Chúa Giêsu đã dạy dỗ này đó, Chúa Giêsu không hề nói đến kỹ thuật gieo mạ hay gieo giống nó như thế nào, nhưng mà Chúa Giêsu đã chỉ cho ta thấy sức sống của hạt giống là không thể chia tách được, tức là hạt giống đó là có sức sống, khi nó đang gieo xuống bất cứ hoàn cảnh nào nó cũng sẽ mọc. Vậy Chúa dạy ta nhiều, khi chúng ta làm chứng về lời Đức Chúa Trời đó thì đừng lo người ta có chấp nhận lời của Chúa hay không. Người gieo giống tức là người gieo đạo, chúng ta hãy tin và gieo đạo theo ý muốn của Chúa. Ý muốn của Chúa là số một, bởi vì chúng ta gieo đạo đó là để cho người ta một cơ hội để chọn Chúa hay chọn họ. Đừng vì họ mà vì Chúa, vì họ là sản phẩm của Chúa. Vậy chúng ta giảng lời Chúa và cái gì theo ý muốn của Chúa, chúng ta cứ gieo. Còn cái hạt giống đó nảy mầm là nó sẽ nảy mầm, nhưng mà cái trái không đó là còn phi thuộc vào người đó nữa. Đấy là nguyên tắc. Thì Chúa bảo chúng ta là giống như các tiên tri đấy, hãy cứ thế mà trung tín mà nói, trung thành mà giảng, đừng lo cái gì cả, phần còn lại là cho Chúa. Là Paulo nói này, người trồng kẻ tưới đều chẳng ra gì cả, xong Đức Trời làm cho nó lớn lên. Vì chúng ta làm ngay thẳng để giảng lời của Đức Chúa Trời. Tấm lòng của người ta là cái môi trường. Nếu là người ta không dành cho chính linh hồn của mình, không lo cho linh hồn của mình, thì tự người ta phán xét mình mà thôi. Chúng ta cứ giảng lời Chúa theo đúng như tinh thần của lời Chúa vậy. Vì lời của Đức Chúa Trời là hạt giống không hề hư nát, hễ đã được gieo thì giống sẽ nảy trồi vọc lên mà người ta không thể hiểu thế nào. Vì thế cho nên khi Đức Chúa Trời sai tiên tri Esai đi giao giảng lời của Đức Chúa Trời, Ngài đã mang lệnh cho tiên tri Esai phải giảng hết sức mình cho những người nghe được cách đầy trọn. Còn việc người nghe đó có tin hay không tin là do sự khôn ngoan và vô lận của Đức Chúa Trời quyết định nữa. Sách Esai đoạn 6 câu 9 đến câu 10 chép, Ngài phán: đi đi nói với dân này rằng, các ngươi hãy nghe nhưng chẳng hiểu chi, hay xem nhưng chẳng thấy chi, hay làm cho dân ấy béo lòng, nặng tai, nhắm mắt, e rằng mắt nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó trở lại và chữa lành được chăng? Chúng ta nên nhớ một điều là đây là mạng lệnh của Chúa sai đi, và Ngài khuyến cáo cho Esai là người cứ đi giảng hết tâm, còn việc mở mắt cái đó hay là mở tay cái đó không phải là việc của ngươi, là việc của ta. Vì chúng ta hiểu là ý nghĩa của chữ nặng tai béo lòng có nghĩa là gì. Chữ béo ở trong mạng lệnh này là chữ Saman số 8080 của tiếng Hebrew, có nghĩa là được lợi, được đầy áp, được béo mập, được màu mỡ. Còn chữ nặng ở trong mạng lệnh này là chữ Kaba số 3513 của tiếng Hebrew, có nghĩa là rắn chắc, cứng cáp, giàu có, được vinh dự, được tôn trọng, tự trở nên nặng. Chúa chúng ta là đấng vô cùng khôn ngoan và vô lận. Vì sẽ có một ngày người ta đứng trước tòa Đức Trời, người ta là: Chúa ơi, đầy tớ của Chúa sai đến giảng chẳng ra gì cả, chẳng hiểu gì cả, giảng chút tẹo à, làm sao mà tôi hiểu được, bây giờ mà Chúa phán tội tôi. Bởi cái đó là Chúa sai các tôi tớ của Chúa, nếu là tôi tớ là của Chúa đây, phải giảng cho người ta nặng tai béo lòng, tức là giảng cho người ta đầy đủ trọn vẹn tất cả mọi sự đi. Nặng cái gì, tôi ôm được thật nhiều về, anh giảng kỹ quá đi, tôi thấy rõ ràng là, ô anh giảng có đầy rằng, vì tôi hiểu rõ rồi. Nghe chúng ta là bác niệm ở bên Mỹ, bác cũng có một số cuốn sách của chúng ta, bác về bác nghiên cứu và bác đã giảng ra, bác đã làm luận án và bác đạt được trình độ là người ta cấp bằng mục sư. Bác được nặng chưa? Được nặng mà. Được béo chưa? Được béo rồi. Nhớ đến cái tinh túy của lẽ thật mà bác được nghe trội hơn của người ta bên đó. Có rất nhiều người đã được từng hưởng được cái sự nặng tai béo lòng này, nhưng mà không phải để họ được chữa lành. Có rất nhiều người đã có những tài liệu mà Chúa đã cho tôi giảng ra, họ có rất là nhiều, nhưng cuối cùng thì họ mang bệnh vào người.
là bởi vì họ được sở hữu rất nhiều lời của Đức Trời, họ trở nên kiêu ngạo bởi vì những sự cả thể họ biết được. Rồi họ thay vì đi ra để giao giảng lời Đức Trời để danh Chúa được tôn vinh, người ta được cứu rỗi bởi lời của Đức Trời, để đem người ta đến với Đức Trời, thì người ta lại dùng cái điều hồi biết đó để đầu tư cho mình, để người ta biết, ồ tôi giỏi hơn người này, tôi giỏi hơn người kia, tôi biết nhiều hơn người này, nhiều hơn người kia, hãy đến cùng tôi đi. Và đó là sự thương mại không công bình kiểu của Satan. Những kẻ như vậy, họ nói mà chẳng hiểu chi, họ nghe mà chẳng biết gì cả, là bởi vì Chúa đã đóng cái lòng họ lại, bởi vì Chúa biết rõ rằng cái lòng họ là gian ác. Chúng ta được nghe rất là nhiều, và Chúa phán là ban cho nhiều thì Ngài sẽ đòi lại cái lời nó nhiều. Chúng ta đã nghe nhiều rồi nhưng không đầu tư trên nước Chúa. Nghe nhiều mà nặng tai, nghe nhiều mà béo lòng rồi đấy, khoe là mình biết nhiều đã thật. Nhưng mà thử hỏi là chúng ta đi ra đối diện với được công việc đó, chúng ta đã dùng được tất cả sự mà chúng ta được nghe, được học chưa, để giảng ra cho người ta hiểu chưa? Nếu ta không làm được điều này, Chúa sẽ cổ trách chúng ta. Mình phải hiểu là Chúa chúng ta là công bình. Cái tiền chúng ta dâng phần 10 không phải để mua những cái điều này. Không phải đâu. Vì cái tiền dâng phần 10 đó không phải là tiền để nhận được bài học. Chúng ta được nhận bài học này là bởi vì chúng ta là con của Đức Chúa Trời, không phải trả tiền cho vấn đề này. Còn thuế phần 10 đó là sự chúng ta phải nộp thuế lại cho Đức Chúa Trời để Ngài hợp pháp ban phước lại cho cuộc sống tương lai của chúng ta. Chúa không muốn chúng ta làm đầy tớ biếng nhác. Ngài muốn chúng ta đã được nghe lời được có nhiều rồi, và bây giờ phải đi ra gieo ra để làm vợ cho Đức Chúa. Nên tôi nhắc nhở anh em chúng ta phải tỉnh thức, bởi vì lâu nay chúng ta nghe nhiều rồi nhưng không trau dồi mình, rồi chúng ta khi nói ra là không làm sao mà nói. Người đấy có nhiều câu là cái người thích nói đấy, không cho nói thì khóc, thế mà cho nói thì nói ngọng. Là vì sao? Không trau dồi cho mình, không chiên lòng cho mình cả. Thì khi mở miệng ra thì úng không nói được. Như vậy không đẹp lòng Chúa. Nên chúng ta đang đối diện với ngày cuối cùng, mà Ngài không muốn chúng ta, tức là Đức Trời không muốn chúng ta phải đối diện với tòa án của Đấng Christ. Mà chúng ta phải được vào thiên đàng là vào luôn, không phải bị đối diện với tòa án của Đấng Christ nữa. Bởi vì có rất nhiều cơ đốc nhân phải bị đối diện với tòa án của Đấng Christ, bởi vì họ phải trả lời với Chúa những cái điều họ đã làm sai luật pháp của Đức Trời ở trên đất này. Nên ta phải cẩn thận, phải tỉnh thức để sửa lại cái lòng của mình, sửa lại cái bàn thờ của chúng ta đi. Có thờ Đức Chúa Trời hay là thờ cái tôi của mình, cái mũ của xác thịt mình. Phải đọc lại, phải suy gẫm lại đi, và phải làm lợi cho Đức Chúa. Ngài đầu tư cho chúng ta đó, và chúng ta phải trau dồi. Vì thực tế khi chúng ta trau dồi như vậy, chúng ta được giàu có thêm. Là vì khi chúng ta nói nhiều, chúng ta nhớ nhiều. Mà nhớ nhiều thì chúng ta sẽ nhớ lời Đức Trời, nhớ luật pháp của Chúa, chúng ta sẽ không phạm tội. Không phải vấn đề chúng ta thuộc Kinh Thánh để khỏi người ta trách cho tại sao mình đọc một câu gốc mà không thuộc. Mà cái chính là mình nhớ lời đó, nhờ lời đó giữ mạng sống chúng ta. Nó sẽ giữ chúng ta trong giờ thử thách, nó giữ chúng ta trong giờ cám dỗ đó, nó sẽ nhắc nhở chúng ta để chúng ta khỏi phạm tội. Đó là ý muốn của Chúa, muốn chúng ta có lời của Ngài là như vậy. Đức Trời biết trước cái lòng của người ta hay lên mình kiêu ngạo bởi sự hiểu biết mà người ta đã học được. Rồi vậy Đức Trời không muốn là người phải chết, nên Ngài vẫn sai các tô tớ của Chúa đi giao giảng cách đầy đủ trọn vẹn mọi ý nghĩa đó, để cho người ta giàu có về sự hiểu biết Đức Trời. Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy rõ ràng đi, nếu mà chúng ta mà ngồi mà thi Kinh Thánh với người ta đấy, tôi nói quý vị, có rất nhiều người tín đồ trong ngồi nhà thờ đó thuộc Kinh Thánh lèo đèo, thuộc cả đoạn Kinh Thánh dài đó, nhưng họ không hiểu. Họ khoe vì họ thuộc Kinh Thánh, họ thi Kinh Thánh, có lớp thi Kinh Thánh, ôi rất nhiều trường. Họ nặng tay, béo lòng, họ khoe mình vì sự hiểu biết đó, nhưng không phải để dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, vì họ không làm theo lời Đức Chúa Trời. Họ khoe mình rằng tôi học lớp này, tôi học lớp kia. Có vị mục sư treo một cái tờ giấy trong từ cái tờ này sang tờ này, nhà chúng ta có 3 mét dài, 3 mét rộng thôi. Ông treo một tờ giấy hơn 10 cái chứng chỉ, khóa này khóa kia. Tôi cầm mục sư cái này cái gì? Cái chứng chỉ à? Chứng chỉ này có đuổi được quỷ không mục sư? Tôi hỏi ông ấy, cái chứng chỉ này có đuổi được quỷ không? Ông đưa chứng chỉ này ra có đuổi được quỷ không? Giống như một phim người ta lừa người ta là cái ông cha đạo kia dưa cái thanh giá là mà quỷ nó chạy. Ngay từ khi tôi quay trở lại với Chúa, tôi không tôn thờ một tí cái bằng cấp nào cả. Tôi không cần, tôi cần biết Chúa, tôi cần được Chúa dùng. Còn ngày dùng tôi kiểu gì đó là cách của Ngài, và tôi sẽ để Chúa dùng, thì tôi là sản phẩm của Ngài. Ngài Chúa tôi lại để Ngài dùng theo cách của Ngài. Nếu Chúa bảo tôi phải học, tôi sẽ học, và tôi đã từng đi học, học xuất sắc. Nhưng mà giờ không, ta bảo con đến đây học, con học theo ta, đi theo ta. Và Chúa bắt đầu dẫn dắt tôi. Và đúng như là khi xưa Chúa kêu các môn đồ của Chúa đi theo Ngài để được huấn luyện về đó, Chúa khiến tôi được huấn luyện cùng cách đó. Rất nhiều các hệ thái của Chúa khiến nhiều tôi tới của Chúa đấy, chở tôi đi đến đó để tôi được tham dự, được huấn luyện, được học, Chúa dạy tôi. Nhưng mà có rất nhiều người ngày hôm nay
họ nặng tai, béo lòng, cho nên nó tự trở nên nặng. Họ được tôn trọng, họ được vinh dự, họ được giàu có, họ được cứng cáp, họ được gắn chắc. Ồ, nói lý thuyết họ là vững lắm, hay lắm, hoài cái được đâu. Họ được lợi, đầy áp, béo mập, vào cái nhà đầy giấy với cái kệ đầy có sách, nhiều sách lắm. Tôi mở ra toàn sách của tôn giáo, mà không thấy một cái sách nào nói về quyền sách của Đức Thánh Linh và cách hầu việc Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh cả. Không có. Họ nặng tai đó lòng, nên nghe mà chẳng hiểu chi cả. Tin chi Jeremy đã buồn rầu khóc lóc cho dân Israel. Khi mà lời Đức Chúa Trời được ban cho rồi, nhưng mà sao họ không thấy phước đến? Ở trong sách của bà Chunan ấy, bà nói là có một tin chi hay khóc. Bà nói về tin chi Jeremy là tin chi của sự than khóc. Ông than khóc sao mà dân Israel khổ như thế, trong khi đó Chúa hứa ban phước cho họ, mà tại sao họ không có phước đến? Jeremy đoạn 14 câu 13 đến 19 chép: Tôi bèn thưa rằng, ôi hỡi Đức Giê-hô-va, này các tiên tri bảo họ rằng các ngươi sẽ không thấy gươm dao, sẽ chẳng có đói kém, nhưng ta sẽ ban bình yên bền lâu cho các ngươi trong miền này. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng, ấy là những lời nói dối mà các tiên tri đó nhân danh ta truyền ra, ta chẳng từng sai họ đi, chẳng từng truyền lệnh và chẳng từng phán cùng họ. Họ nói tiên tri đó là theo sự hiện thấy giả dối, sự bói khoa, sự hư không và sự lừa gạt bởi lòng riêng mình. Bởi nên Đức Giê-hô-va phán về những kẻ tiên tri chẳng bởi ta sai đến, và nói tiên tri nhân anh ta rằng trong đất này sẽ chẳng có gươm dao và đói kém, chính các tiên tri đó sẽ bị diệt bởi gươm dao và đói kém. Những kẻ mà họ truyền lời tiên tri ấy cho sẽ cùng vợ, con trai, con gái mình vì gươm dao đói kém mà bị ném ngoài đường phố Jerusalem, chẳng có ai chôn cất, vì ta sẽ khiến điều ác chúng nó đã làm lại đổ về mình. Ngươi khá bảo cho chúng nó lời này: mắt ta rơi lụy đêm ngày chẳng thôi, vì cái đồng trinh của dân ta bị tồi tàn, bị thương rất là đau đớn. Nếu ta ra lại đồng ruộng thì thấy những người bị gươm đâm, nếu ta vào trong thành thì thấy những kẻ đau ốm vì sự đói kém. Chính các đấng tiên tri và các thầy tế lễ đi dạo trong đất mình cũng không có sự hiểu biết. Vậy thì ngài đã bỏ hết Giu-đa sao? Lòng ngài đã gớm ghét Si-ôn sao? Làm sao ngài đã đánh chúng tôi không phương chữa lành? Đang đợi sự bình an mà chẳng có sự chữa lành, đang trông kỳ lành bệnh mà gặp sự sinh hãi. Có rất nhiều người đã nặng tai đau lòng bởi được nghe đạo, nhồi nhét cho mình thật nhiều cái đạo lý đó rồi đó, không phải để làm sáng danh Chúa, không để tìm biết Chúa. Họ cho rồi cái mình gọi là kiến thức, biết giảng, biết nói, hơi mở miệng ra thì có lời của Đức Giê-hô-va, nhưng không phải để làm danh của Đức Giê-hô-va được tôn vinh. Họ đang sơ dây cái nhà của họ. Ở trong thế gian này có nhiều người lợi dụng chức vụ trong ngân hàng, trong sự đầu tư, rồi biến cái của cái công ty đó thành của mình, rồi để cuối cùng đi tù. Nhiều người tin Chúa, học thật nhiều vào để xây cho mình một cái tháp, cái tên của mình, nói đến người đó, ô, ông giỏi kinh thánh lắm, ông hay lắm, biết gì cũng biết, nhưng phải để dành cho Chúa. Không ai thấy Đức Giê-hô-va ở trên ông, mà chỉ thấy ông là ông đi giỏi kinh thánh, mở miệng ra thì có kinh thánh, và Chúa xỏi tội những kẻ đó. Bởi những kẻ đó trở thành hòn đá ngăn cản, không cho dân sự của Chúa đến với Đức Chúa Trời. Bởi vì những người mang danh người giảng lời Chúa, nhưng mà là không giảng với Đức Thánh Linh, không đưa người ta đến với Đức Chúa Trời là không được. Nên chúng ta phải hiểu rõ là chúng ta là người có lẽ thật, chúng ta làm chứng cho bất cứ người nào đó, chúng ta phải đưa họ đến với Chúa, đưa họ đến với Đức Thánh Linh, đưa họ đến với lẽ thật của lời Đức Chúa Trời. Đừng đưa họ đến với mình, đừng để giảng cho người ta biết rằng tôi giỏi kinh thánh hơn người này, hơn người kia, hay là người ta sẽ nhận biết là mình giỏi kinh thánh. Nhất quyết không để người ta hiểu như vậy, mà chúng ta phải giảng với một cái tư tưởng, một cái tấm lòng chúng ta nhờ cậy Thánh Linh này: Chúa ơi, xin con giảng, con làm chứng đạo, xin Chúa mở lòng để họ nhận biết ngài và theo ngài. Mà khi giảng đừng sợ họ, tôi giảng với các vị công an, tôi không sợ họ, tôi lo cho họ, tôi giảng hết tầm, tôi không lo họ bắt tôi, tôi lo cho họ, không bất định hồn mà thôi, tôi giảng hết tầm, không có một điều gì cứ để ngăn trở tôi cả. Hết điều này đến điều kia họ hỏi tiếp, nói tiếp, giảng rộng ra, giảng những gì họ cần phải biết, không giảng gì mà mình biết, mà giảng cho những gì họ cần phải biết về Chúa để họ được cứu rỗi. Chỉ họ cặn kẽ, hết tầm, hết sức của mình, bằng tấm lòng của mình, với tình yêu của Đức Chúa Trời, giảng để họ được cứu cho Đức Chúa Trời, cha của chúng ta. Với tư tưởng như vậy thì chúng ta sẽ được sự giàu. Tôi giảng trên tàu, tôi giảng trên máy bay, tôi làm chứng ở nhiều chỗ, tôi làm chứng trên xe buýt,
trên xe đò. Tôi làm chứng bất cứ chỗ nào tôi có thể làm chứng được. Mà tôi làm chứng hết tầm. Mà khi người ta chống đối, Chúa bảo tôi im. Mà khi Chúa bảo tôi nói hết tầm luôn, nói khàn tiếng luôn, cho nên khi họ tin. Bởi vì những người mang danh tiên tri và thầy tế lễ của dân Israel là lấy ý riêng mình để nói cho được lòng xác thịt của người ta. Và như nguyên tắc lời Chúa phán này, cái sanh gì sanh ra bởi xác thịt thì sẽ là xác thịt. Nếu ta là bởi ý riêng của mình làm chứng không ngay thẳng đó, không bao giờ thành công. Nhưng nếu chúng ta lấy cái lòng yêu thương của Chúa đã từng yêu mình đã biết rõ ràng là tại sao mình đã không tin Chúa bấy lâu, rồi tại sao mình nhận biết Chúa là bởi vì cái gì? Mình đã ra từ những người như họ, mình biết cái gì họ cần nhất. Phải nói cho họ biết cái điều đó. Đó là cái điều mà Chúa muốn ta làm ngày sau đốt này. Vì mình đã được cứu, mình để khiến cho người khác cũng được cứu nữa. Bởi vì có nhiều người người ta khi giảng á, là giảng để đẹp lòng người ta, không phải đẹp lòng Đức Chúa Trời. Giảng cái mơn trớn, giảng cái xoa xoa dịu dịu. Trong cái tuần chúng ta học bài kinh thánh của tuần này, chúng ta học về hội thánh Thyatira. Là hội thánh đã dung dưỡng cho Jezabel. Là Chúa nói, hội thánh không được phép dung dưỡng bất cứ một tội lỗi nào cả. Hội thánh của Chúa là nơi mà tháp của ánh sáng được chiêu ra, không tê định bất cứ một con người nào cả. Trong hội thánh của Chúa không cho phép tội lỗi được dung túng. Bất kỳ đó là tội lỗi thì phải chỉ cho nó, mà người đó phải ăn năn tội mình và phải lìa bỏ. Ở sang bên Bắc Mỹ, các hội thánh ở Việt Nam bên đó này, ở người này là ai đây? Her boyfriend, oh, his girlfriend. Tôi bảo tôi không chấp nhận cái danh từ đó ở trong miệng của các mục sư trong hội thánh địa phương. Một là vợ, hai là người yêu, không có girlfriend, boyfriend được. Vì girlfriend, boyfriend tức là người ngủ với nhau mà chưa kết hôn. Nhưng mà không dám ngăn trở, không dám chặn đứng nó. Ta sống được gọi là gì? Common law, tức là gì? Sống thỏa hiệp với nhau không cần hôn nhân. Ở bên Mỹ tức là anh sống với nhau như vợ chồng thì coi như vợ chồng. Nhưng mà khi mà đăng ký tên con của mình dưới cái sinh thì không có tên cha. Điều đó là bất hợp pháp trước mặt Đức Chúa Trời, là phạm tội tà dâm. Nhưng mà họ thấy bên đó thì thỏa hiệp. Ở bên Mỹ là như vậy. Miễn họ yêu thương nhau thì Chúa là sự yêu thương. Họ yêu thương nhau, họ ở với nhau. Họ thỏa hiệp như vậy đó. Không dám ngăn trở. Thậm chí còn cho mấy người đó, những người mà phạm tội mà không hôn thú ăn ở với nhau đó cũng lên làm chấp sự rồi giúp đỡ để đỡ cho những người ta cầu nguyện cho. Thế mà như vậy đây phải hội thánh của Chúa rồi. Đây là cái hội của cái ông mục sư đó mà thôi. Nó dung dưỡng cho Jezabel phạm tội, rủ dê các tôn tới trước phạm tội tà dâm vậy. Là không được phép như vậy. Giảng bình an mà không có bình an. Ai ban bình an cho? Đức Thánh Linh. Nếu tội lỗi còn ở trong người ta thì làm sao bình an được? Mà nếu tội lỗi hết rồi thì sẽ có bình an. Nhưng làm thế nào để tội lỗi hết? Khi một người nói với Thắng là Thắng ơi, mặt em bị nhọn, thì làm thế nào em có thể làm sạch mặt của em được? Em cần hai thứ. Đầu tiên là cái gương để xem nó nhỏ như thế nào, coi đó biết là cái gì đang nhỏ, dầu hay bụi. Và khi em biết đó là cái chất liệu gì khiến mình nhỏ đó, thì mình sẽ biết cái phần thứ hai đó là chất làm sạch đó là vật gì. Hoặc là vải khô, hay là vải dầu, hay là cái gì đó để làm sạch được. Tại đó phải có luật pháp của trời được giảng ra. Vì luật pháp chỉ cho người ta biết tội lỗi, và Thánh Linh sẽ cáo trách người ta về tội lỗi đó, và Ngài sẽ dạy người ta làm thế nào để làm sạch tội mình. Trong thế gian này có nhiều sự làm giả để thu lợi bất chính lắm. Làm nhái hàng hóa ta chê ra, rồi ngay cả vấn đề người ta nhuộm thực phẩm, trái cây, người ta dùng chất bảo quản của Trung Quốc đấy, phun lên trái cây lắm. Lá xanh đẹp tươi rói nhưng mà ăn vào thì bị độc. Trái cam, trái táo ta phun thuốc ra vào đấy, trông nó tươi màu lên đẹp lắm, nhưng mà về không rửa sạch đấy, đói quá mà chùi chùi và ăn lên rồi là nhiễm độc. Họ ác đến mức độ là tìm lợi bất chính, biết nó là độc nhưng mà để thu được lợi cho mình đó, người ta sẵn sàng làm giả, vô cùng nguy hiểm. Nên Chúa không muốn những người mang danh tôi tới Chúa mà là khiến cho lời Đức Trời bị thêm bớt điều này điều kia để làm mất ý nghĩa ra. Và như vậy Chúa cấm không được thêm hay bớt bất cứ điều gì cả. Trong cuốn sách của bà Chu Nam, Chúa phán rất nhiều lần với bà này: con phải tiếp chính xác tất cả điều gì ta tỏ cho con thấy và nói cho con nghe. Một lần kia Chúa nói bà là con đã không giải thích đúng những gì mà ta đã tỏ cho con. Và Chúa Nam phải xin lỗi để con sẽ viết lại. Chúa nói, ta muốn con viết xuống chính xác những gì ta tỏ cho con thấy và nói cho con nghe. Và lời Chúa cũng vậy, là Chúa muốn chúng ta phải tôn trọng lời của Đức Chúa Trời. Vì Chúa đã phán rằng, hễ ta ở đâu thì những kẻ hầu việc ta cũng phải ở đó với ta.
lời Chúa đã ấn định như thế nào thì giảng ra đúng như vậy. Và lương tôi không cho phép thỏa hiệp, tôi không thể đổ lỗi được. Ôi tại vì con sách nó chết như vậy, tôi cứ làm như vậy. Giờ này con thấy nó sai thì con phải sửa, con không đổi ý nó, nhưng con phải sửa. Nếu nó là lời Chúa thì con sửa, còn lời người ta đã viết ra như vậy thì không sửa. Nhưng mà lời của ta họ in sai thì con có quyền sửa theo đúng bản Kinh Thánh con có. Và tôi cảm tạ Chúa, đây tôi phải làm, tôi bù lên, tôi không phá hủy nó, tôi làm đúng gì Kinh Thánh chép như vậy. Để làm gì? Để bày tỏ rõ ý nghĩa của lời Chúa. Vì mục đích của cuốn sách này là để cho lời của Chúa được tôn cao. Vậy thì nếu tôi vì một sự sơ suất nào đó mà người ta làm sai, tôi có quyền sửa cái sai đó theo đúng như lời nguyên bản của Đức Chúa Trời. Và để tới ngay lành phải làm đúng như vậy. Cũng giống như là người mà thu lợi bất chính ở ngoài đời. Có rất nhiều người ngày hôm nay đứng giảng đây, không lấy lương tâm thanh sạch để giao giảng lời Đức Trời. Thay vào đó là sự tham lợi dơ bẩn, giảng theo cách người ta nghĩ, theo người ta muốn, để làm sao đó để vừa lỗ tai người ta, để người ta đến với mình, người ta ưa thích mình. Hãy nhìn vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu giảng để đưa người ta đến với Đức Chúa Trời, không phải đưa người ta đến với mình. Và ngày nay bất cứ người nào đó là đầy tớ Chúa mà lại đưa người ta đến với mình mà không đưa người ta đến với Đức Chúa Trời thì kẻ đó sẽ bị loại bỏ. Bởi vì đó là kẻ săn linh hồn của người ta. Ê-xê-chiên đoạn 13 câu 17 đến 23 chép: Hỡi con người, ngươi khá xây mặt địch cùng các con gái của dân ngươi là những kẻ nói tiên tri bởi lòng riêng mình, và ngươi khá nói tiên tri nghịch cùng chúng nó, bảo chúng nó rằng Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Khốn cho những đàn bà vì mọi củi tay may gối và y theo tầm thước mà làm khăn cho đầu để săn linh hồn. Ủa kìa, các ngươi muốn săn linh hồn dân ta và giữ linh hồn nó để làm lợi cho mình hay sao? Các ngươi vì mấy nắm mạch nha, mấy miếng bánh mà làm nhục ta giữa dân ta. Các ngươi nói dối dân ta là kẻ nghe lời dối trá các ngươi để mà giết những kẻ không đáng chết, cho sống những kẻ không đáng sống. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta ghét những cây gối của các ngươi, vì bởi đó các ngươi săn linh hồn như cái bẫy đánh chim. Ta sẽ xé ra khỏi cánh tay các ngươi và thả linh hồn mà các ngươi đã săn như chim bay đi. Ta cũng sẽ xé khăn các ngươi, cứu dân ta ra khỏi tay các ngươi. Chúng nó sẽ không ở trong tay các ngươi để bị săn nữa. Bây giờ các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, vì các ngươi lấy sự dối trá làm buồn lòng kẻ công bình mà ta chưa từng làm cho phiền. Các ngươi làm mạnh tay những kẻ giữ đặng nó không xây bỏ đường xấu mình để được sống. Vì cơ đó các ngươi sẽ không thấy sự hiện thấy phỉnh phờ và không bói khoa nữa. Ta sẽ cứu dân ta thoát khỏi tay các ngươi và các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Cái gối chúng ta biết là cái nơi yên nghỉ đấy. Mà Chúa thì muốn chúng ta gối bằng lời của Đức Chúa Trời. Khi ngả lên xuống đấy, người ta luôn luôn có cái gối êm vừa cái tầm cao của mình đó. Chúng ta biết là khi mà chúng ta gối cái gối của nhà mình quen rồi đó, đến một cái nơi nào đó ở khách sạn người ta cho cái gối không đúng, khó ngủ lắm. Nó cao quá, thấp quá không ngủ được. Thấp quá thì ngạt mũi, cao quá thì mỏi cổ. Nó phải đúng cái gối chúng ta đã quen. Lời của Đức Chúa Trời là cái gối đầu chúng ta để tận yên nghỉ. Nhưng ngày nay có nhiều người lo lắng đến mục sư ấy, nói tình trạng mình ra. Ông mục sư biết rồi, không sao đâu, Chúa thương, Chúa nhân từ mà, thôi mình cầu nguyện để Chúa tha cho. Mơn trớn. Sư đồ Giăng nói rằng, có những tội đến nỗi chết, những tội đến nỗi chết ấy, không thể cầu thay được. Nhưng nhiều người rằng không sao đâu, Chúa thương. Mơn trớn để giữ họ lại với mình, biết là cái tội đó là chết rồi. Phá thai, phạm tội tà dâm là chết. Đừng có bảo cứ ở đây đi, cầu nguyện Chúa tha cho. Giữ lại để họ nộp phần 10 cho mình. Không được, tôi chấp nhận điều đó được. Nếu tôi đã biết là tôi sẽ của trách mà đúng theo luật là tôi đuổi, không có thể thỏa hiệp với cái kẻ đó được. Nhưng mà ngày sau đó này nhiều người làm như vậy, thỏa hiệp. Nên ta đã biết là vì thiên sứ thứ năm nói về mục bác biết này, cho nên là tại đó không còn sự công bình nữa, không còn có luật pháp của Chúa trên đó nữa. Người ta không tôn trọng nó, chỉ có đẩy lên sự tà dâm, sự thỏa hiệp mà thôi, vật chất mà thôi. Ngày sau đó như vậy thôi. Vì chúng ta đã người thuộc về Chúa rồi thì phải hiểu rõ là chúng ta phải gìn giữ cái lòng của mình, không được thỏa hiệp. Nhà cửa không cướp được chúng ta, vàng bạc không cướp được chúng ta. Chúng ta sửa soạn để được trở về thiên đàng với Chúa, không thỏa hiệp. Bất cứ điều gì đó khiến chúng ta thỏa hiệp, đứng chung đường tội ác đó là chúng ta không chấp nhận. Dù có đó người thân đến đâu cho nữa, không thỏa hiệp. Chúa Giêsu chúng ta rất công bình. Không vì cớ Ngài yêu bà Chu Nam mà Ngài là Đức Trời toàn năng có quyền tha tội cho mẹ của bà mà khiến bà ra khỏi địa ngục đâu. Không. Chúa công bình, lời Chúa là tôn cao rồi, không bao giờ thay đổi. Thì chúng ta cũng vậy, lời Chúa trên hết, không ai cứu chúng ta được.
cha mẹ chúng ta không cứu chúng ta được, Chúa cứu chúng ta. Vậy Chúa là trên hết. Bất cứ người nào đó, dù là người thân, mà nếu người đó mà bảo chúng ta làm sai mà lại cứu trời đi, để đẹp lòng họ đó, thì hãy tốt nhất là mời người đó ra khỏi nhà. Nếu người đó không theo đường lối của Chúa, mời ra khỏi nhà. Vì Chúa chúng ta yêu chúng ta đến độ nghèn thường. Chính vì cái đó nên mà Đức Chúa đã sai con một của Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian này để đem sự cứu rỗi thật cho những người nào có lòng tìm kiếm Ngài. Và trong những ngày sau rốt này, Chúa Giêsu Christ tiếp tục sai các tôi tớ của Ngài, là các tôi tớ Chúa biết họ, và Chúa cho thần của Ngài ở trên người đó, giúp người đó đi ra để đại diện Ngài, thay Ngài, để răn bảo dân sự của Chúa, để tìm kiếm chiên lạc mất của Ngài trở về cho Ngài. Phi-líp thứ nhất là 5:1-4 chép: Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão, cho anh em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy chân bày của Đức Chúa Trời đã ra phó cho anh em. Làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng. Chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, xong để làm gương tốt cho cả bầy. Khi Đấng làm đầu các kẻ chân hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển chẳng hề tàn héo. Điều chúng ta mong bây giờ là cái mão triều thiên vinh hiển Chúa ban cho chúng ta. Sự cứu rỗi cầm bằng chắc trong tay mình. Những điều quan trọng là muốn được mão vinh hiển. Anh em biết mão vinh hiển có nghĩa gì không? Nghĩa là chúng ta sẽ được ở trước ngôi Chúa để thờ phượng Chúa. Còn người được cứu rỗi không được mão vinh hiển đó, ở xa lắm, không được đến gần ngôi của Đức Chúa Trời. Đọc trong sách Kỷ Huyền đấy này, các trưởng lão, những người không mão vinh hiển đều đứng trước ngôi để thờ phượng Chúa. Và Chúa muốn chúng ta làm được đó, và đừng lo bất cứ điều gì chúng ta đang lo trong thế gian này. Sứ đồ Phaolô tạo được nguyên tắc này, và ông viết về nguyên tắc này như sau: sách Côrintô thứ nhất đoạn 3:6-7 chép: Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. Timôthê thứ nhất đoạn 1:5-11 chép: Mục đích của sự răn bảo ấy là sự hiệu thường, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra. Có vẻ kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Và chúng ta biết luật pháp là tốt lành cho kẻ dùng ra cách chính đáng, và biết rõ rằng luật pháp không phải lập ra cho người công bình. Bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bàn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm năm sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lành. Ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Trời hạnh phúc dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Sự làm chứng đạo là chức vụ Chúa giao phó cho mỗi một người chúng ta. Nó rất là nghiêm trọng. Vậy thì đối diện với một người đang phạm tội, chúng ta có thể biến đổi luật pháp của Chúa méo mó đi để cho người ta trở thành kẻ không có tội được. Mà khi chúng ta giảng đạo cho người ta làm chứng đạo, phải giảng chân thật. Luật pháp của Chúa là như vậy đó. Nói dối là tội, phạm tội tà dâm là tội, thật lại thần tượng là tội chết, phải lìa bỏ nó thì được sống. Tôi nói cả với công an, anh còn thờ lại thần tượng anh vẫn cứ chết, nó không cứu được anh. Và điều đó là hướng ghét vô cùng. Thế còn nó ở ngôi nhà này thì không bao giờ có phước đến. Tôi nói thẳng, đó là kẻ thù số 1. Khi tôi thuê nhà, tôi không sợ người đó tự ái mà đòi lại nhà. Tôi bảo là anh mang cái đồ ra khỏi nhà anh. Tại sao vậy? Ô, nó có con rồng rồi đó. Con rồng là biểu tượng của Satan, nó là kẻ thù số 1 của Đức Chúa Trời. Chúng tôi gớm ghét nó, mang ra ngoài. Tôi sợ anh ra tự ái. Trong khi đó, ở ngoài có người sẵn sàng trả 18 triệu, có người trả 22 triệu để thuê cái nhà đó. Anh ta có thể tự ái điều đó để lấy lại hợp đồng. Vì tôi chưa vào nhà, tôi nói thẳng. Ở trên đó có cái chậu, tôi bảo là anh khuân cái chậu đó đi, vì nó có con rồng. Thế là lập tức sai người đệ tớ lên trên đập cái bể cái chậu đó, rồi thay cái chậu khác vào. Cái gì mà Đức Chúa Trời ghét, mình phải ghét. Mình đừng sợ con người, Chúa bảo vệ mình, bởi vì những người đó ở dưới tay của Chúa. Đừng sợ họ, cho dù người đó là ai cả, nếu họ chưa tin Chúa, thì cứ giảng lời của Chúa mà giảng. Bởi vì Chúa là vua của muôn vua, Ngài ở cạnh chúng ta, đằng sau chúng ta. Làm chứng ngay lành, Chúa sẽ khiến họ bị bắt phục. Đừng sợ họ, đừng nói nhẹ nhẹ là nhẹ. Bây giờ chị Thủy làm chứng cho người đó, chị sẽ có hai cách để chị chọn. Một là lời Chúa được tôn cao, hay là hai là linh hồn của người đó. Chị chọn ai? Lời của Đức Chúa Trời. Có nhiều người là vì linh hồn người đó, giảng từ từ người ta hiểu.
Và không. Đấng cứu rỗi linh hồn người ta là Chúa. Nếu người ta chọn Chúa thì người ta được sống. Vậy chúng ta phải tôn cao lời của Đức Chúa Trời. Vì khi chúng ta làm chứng đạo, làm chứng chính xác về lời của Chúa là như vậy đó. Đừng có nhẹ nhẹ đâm chút xíu, sợ người ta khó quá người ta không tin. Đừng sợ. Chúa Giêsu nói là người gieo cứ gieo, còn mọc hay không mọc do Chúa. Thì chúng ta không có học ra cách người ta là cứ từ từ. Chúng ta không có sự từ từ. Mặt trời chiếu sáng là mây vừa ra khỏi, tan khỏi cái chỗ đó rồi, mặt trời chiếu về chúng ta rất nhanh. Không có sự từ từ, chiếu thẳng, nói thẳng, trung thành với Chúa. Và đó là có được tin thật. Chúng ta tin rằng Chúa yêu người đó hơn chúng ta tưởng, hay nó thắng về cái điều Chúa bảo chúng ta nói. Và Chúa sẽ cứu người đó nếu người đó mở lòng ra. Đừng dùng trí khôn của mình để mở lòng người ta ra. Và đó không phải đứng tin. Chúng ta đang tin về mình hơn là tin Đức Chúa Trời. Nếu ta dùng trí khôn của mình để làm chứng đạo, chúng ta đang cho rằng chúng ta khôn. Chúng ta đang thần tượng mình và loại bỏ Đức Chúa Trời. Chúng ta trở thành kẻ phạm tội. Có rất nhiều người làm chứng đạo không thành công. Tôi làm chứng đạo là bởi vì tôi hiểu nguyên tắc này. Tôi không khoe mình đây là nguyên tắc. Năm vị mục sư cùng với tôi xuống dưới bằng quả tây đó làm chứng. Năm năm nỉ nỉ không được. Tôi vỗ mặt luôn. Tôi nói thẳng với đây: anh là kẻ có tội, anh phải tin Chúa anh mới được cứu. Còn anh không tin Chúa, sự xả đáng trên anh. Tôi rằng đúng là ta cám tạ Chúa. Đang trong lúc mà gay cấn nhất, năm vị mục sư kia cho rằng là thôi, đường thành hôm nay đến đây là mình xong rồi. Người này là người mà người nhà của ân nhân. Ân nhân ở bên Mỹ thường xuyên gửi tiền vào cho mình. Mà bây giờ xuống đây mà do cái ông này, ông già kiểu này người ta không tin thì mình mất mặt. Nhưng mà Chúa làm cho thấy rõ ràng là quyền năng của Chúa. Và người đó tin Chúa. Và khi mà tiến khách về nhà, năm người kia là năm người nói năng gọi là nhẹ nhàng, vỗ về người đó đó, không được tiễn đưa. Còn cái người mà nghe lời tôi chỉ vả mắng đó, lại là ôm ngang lưng tôi, tiễn tôi ra và cho quà đưa tôi về. Anh em thấy đi, Chúa muốn ta biết để lời Chúa được tôn cao, chúng ta phải hy sinh mình, hy sinh cái tôi của mình đi, quen cái mình đi. Giống như là bà Chúa đang nói đây, thân thể của mình ở kia, còn mình đây đối với Chúa rồi, linh hồn của mình với Chúa, thân thể phải bỏ đi. Nó làm gì mặc kệ, người ta có chê bai mình mặc kệ nó. Tâm linh mình với Chúa, tôi nói cái điều gì mà đẹp đi Chúa tôi sẽ nói, quên mình đi. Dù người ta ghét hay không ghét, không thành vấn đề. Cái chính là ý của Chúa được nền, thì bây giờ lời Chúa mới được tôn cao. Chúa Giêsu khi thấy người của đang đến, nghe, đây là giờ đến rồi, giờ đã đến rồi, đây là dấu hiệu rồi. Thì Chúa hy sinh hơn 30 năm trên đất này, và hơn 3 năm ngày giao giảng đó, bằng sự hy sinh chính thân phận mình đi đó, để cho lời Chúa tôn cao đó, bây giờ người ngoại theo đến, và đó là đến lúc mà lời Chúa được vinh hiển. Trong thế gian có nhiều người muốn mình được vinh hiển, muốn được tôn trọng. Họ cố gắng và làm những việc những nơi của những cái đời danh tiếng, học trường danh tiếng, làm việc những nơi công ty danh tiếng đó. Hãy làm đâu đấy? Tôi làm ở chỗ đó đấy. Hãy diện lắm, đeo cái biển ở ngực đấy là, tức là mình làm ở đó, lương cao, danh tiếng lắm đấy, trọng vọng lắm mới làm đây được đấy. Nhưng mà nhiều khi mất bao nhiêu chục triệu mà trăm triệu mới vào được cái công việc đó, hãnh diện lắm. Mà nhiều người tin Chúa bị lây nhiễm bởi cái sự người ta gọi là vinh hiển và tôn trọng đó, trong khi họ hầu việc Chúa đó, họ giống người Pharisee đó. Họ khoe mình về người có luật pháp được hầu việc Chúa vậy. Người ta mắng tôi là nóng đẩy, người ta mắng tôi là kiêu ngạo. Tôi không cần lo cái chuyện đó, có Chúa phán xét. Tôi nóng đẩy cũng vì Chúa. Người ta bảo tôi kiêu ngạo hay không tôi không biết, nhưng mà Chúa gớm ghét kẻ kiêu ngạo. Không có kẻ kiêu ngạo nào làm chứng đạo mà thành công cho Đức Chúa Trời cả. Họ phán xét. Mình không phán xét mình, để cho Chúa phán xét mình. Cuồng có là cuồng Chúa. Bà Chúa Nam gọi là bà khùng bà điên. Tự dưng vào người thánh cứ giật. Rồi trong khi người ta đang thờ vượng bà nhảy bà múa. Một vị mục sư kia nó tức mình quá lôi bà xuống để cứu người bà ngồi đây. Ta thờ vượng bà nhảy múa cái gì? Chúa là con ra khỏi nơi đó đi. Người đó không theo lời ta mà theo lời của Satan. Vì Chúa phán là ngày sau đó là ngày sẽ khôi phục được nhà đổ nát của David. Mà David là người nhảy múa hết cỡ. Ông là vua, ông nhảy múa trước mặt Đức Chúa Trời. Ông múa nhảy múa hết cỡ khi rước hòn đá bước Đức Chúa Trời vào trong thành mình đó. Con gái của Saul tức là vợ của David tức là Mi-canh đó, chê ông ấy. Chúa ghen tương luôn, son sẻ luôn, hết thành. Nên thì hiểu là Chúa chúng ta muốn chúng ta vui mừng để thờ vào Ngài. Nhảy múa cho sự vui mừng.
Nên tôi muốn anh em là khi anh em thờ phượng Chúa, anh em thoải mái để thờ phượng Chúa. Khi tôi đứng đây hát, em mà buổi dưới khuya hát lớn lên, đừng phiền, em đang thờ phượng Chúa. Nó lạc kiểu gì mà kệ nó. Nó muốn cho nó biết tôi đang thờ phượng Chúa đây, cảm ơn Chúa, hoài không tìm thấy được cả. Tôi đang hát, đang thờ phượng Chúa, không sao biết rồi. Tôi muốn tất cả mọi người cuồng trong khi thờ phượng Chúa đó. Nếu họ nhảy vui trong sự thờ phượng Chúa đó, cảm ơn Chúa. Vì tôi đã ao ước của thánh của Chúa nhảy múa ca. Tôi khao khát của thánh rộng và nhiều người. Tôi sẽ may cờ đủ các loại cờ và tôi sẽ mời vũ sư về dạy chúng ta nhảy múa trong thánh linh. Tôi đã từng quay phim cho những người mà học từ Israel trở về để dạy múa cho hội thánh của Chúa. Chúa muốn như vậy. Chúa muốn ta vui mừng trước mặt Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy ngày nay nhiều người khoe mình là người hợp với Chúa, khoe mình là người hợp có luật pháp, nhưng mà không sống cho Đức Chúa Trời. Người sống cho Đức Chúa Trời đấy là phải luôn luôn sẵn sàng ban lời Đức Trời ra. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có lời của Chúa để mà ban phát ra, để cho lời của Đức Trời được tôn cao, ý muốn của Chúa được nên. Chúa Giêsu đã nhìn thấy toàn dân đông, không phải ở chỉ trước mắt Ngài mà thôi. Ngài thấy toàn dân đông ở khắp mọi nơi. Không phải Chúa đang giảng thấy nhiều người ở trước mặt Chúa thôi, thì Chúa đã biết các môn đồ Chúa thấy chưa? Bao nhiêu người khốn khổ. Chúa nhìn rất là xa. Ở nơi có luật pháp của Đức Chúa Trời là vùng xứ đất Canaan mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel đó, mà người ta còn khốn khổ đói khát lời Đức Chúa Trời như vậy, huống chi là những vùng đất không biết luật pháp Đức Chúa Trời là gì cả thì còn khốn khổ như thế nào. Mà Chúa nhìn thấy cái đoàn dân đông đó, và Chúa nhìn thấy tận ngày sau rốt này, và Chúa phán dạy các môn đồ như thế này. Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 35 đến 38 chép: Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì thật chúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Bây giờ là mùa mà Chúa bảo chúng ta làm. Chúng ta xin ai? Xin Chúa. Ai là con gặt? Chúng ta chứ ai? Chúng ta là sứ giả của thiên đàng. Mỗi người chúng ta sẽ nhờ xin Chúa ban cho chúng ta ơn để mở miệng ra để nói. Học nhiều rồi, bây giờ là giờ ra nói. Chúng ta không phải đứng đây để khoe cho học nữa, vì chúng tôi biết mà bị là ai rồi. Chúng ta biết nhau là ai rồi. Bây giờ là lúc đi ra mà giảng. Bây giờ là lúc chúng ta đi ra làm chứng đạo. Hãy đem chiên của Chúa đến. Hãy nói xem Chúa có làm ứng nghiệm lời Ngài hứa không? Con gieo Ngài gặt. Chúa chưa gặt, Chúa không gieo. Có người chúng ta không làm chứng, nhưng người khác làm chứng sẽ đến chúng ta thì họ gần. Vậy chúng ta phải đi ra, phải gieo. Và tôi cùng em Chúa để tôi làm chứng tại khu vực đó, xung quanh nhà tôi. Lời Đức Chúa Trời đã được tôn cao qua chức vụ của Chúa Giêsu, nhưng không phải tất cả những người biết giảng, biết nói hay là có tài nói trước đám đông đều có thể tôn cao lời của Đức Chúa Trời được. Bởi vì không phải cứ lời Đức Chúa Trời được nói qua môi miệng của người ta thì người nghe sẽ đều tin Đức Chúa Trời. Cũng như không phải tất cả những người đã đi gieo mạ xuống ruộng thế thảy những hột giống kia sẽ nảy mầm lên mọc được. Anh em biết đấy. Cái người mà làm con của cha mình, hoặc là người làm chủ cái ngôi nhà đó đi gieo ruộng trong ruộng mình đó, thì mạ họ gieo rất là tốt. Nhưng của kẻ đi gieo thuê đó, mạ mọc rất tồi. Anh biết tại sao không? Vì hột thóc khi mà được ngâm xuống ấy, nó nảy mầm ra. Hạt mầm nó đều dài quá thì không tốt. Nó vừa mới nhú ra chút xíu thôi. Đó, chỉ khoảng 20 là phải đi gieo rồi. Thì nếu để dài quá sẽ gãy. Thì cái người mà gieo đó là người ta phải hiểu được cái luật là nương nhẹ hơn là nương cứng đó cơ. Nhẹ nhẹ là này để nó lắc vào tay mình rồi vẩy ra này. Thì bóp mạnh quá đấy thì có rất nhiều cái mầm bị gãy đi. Mầm gãy đi xuống dưới đó thì nó chết. Nhất là vào cái vụ chiêm đó, là cái vụ mà đông xuân đó, là nó lạnh, nó có thể chết. Điều đó không nghĩa chúng ta giả nhẹ nhẹ, mà cái chính là giảng thận trọng và tôn trọng lời của Đức Trời, không được để nó gãy, không được để nó hư, không được để nó thiếu, không được để nó sứt mẻ, giảng trọn vẹn lời của Đức Trời. Lời Chúa chết làm sao? Giảng y như vậy. Sa-ti-ri đoạn 4 câu 1 đến câu 7 chép: Đoàn thiên sứ nói cùng ta trở lại, đánh thức ta như một người đưa ngủ bị người ta đánh thức. Người nói cùng ta rằng: ngươi thấy gì? Ta đáp rằng: tôi nhìn xem kìa, một cái chân đèn bằng vàng cả và một cái chậu ở trên chót nó. Nó có 7 ngọn đèn, có 7 cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót nó. Ở kề bên lại có 2 cây olive, một cây ở bên hữu cái chậu
và một cây ở bên tả. Bây giờ ta cất tiếng nói cùng thiên sứ đừng nói với ta rằng: hỡi Chúa tôi, những điều này là gì? Thiên sứ nói cùng ta rằng: ngươi không biết những điều này là gì sao? Ta nói: thưa Chúa, tôi không biết. Người đáp rằng: đây là lời của Đức Giê-va phán cho Sô-rô-ba-bên rằng: ấy chẳng phải là bởi quyền thế, là chẳng phải, cũng chẳng phải bởi là năng lực, bèn là bởi thần ta. Đức Giê-va vạn quân phán vậy: hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Sô-rô-ba-bên, ngươi sẽ trở nên đồng bằng, nó sẽ đem đá cho ra, sẽ có tiếng kêu rằng: xin ban ơn cho nó. Sô-rô-ba-bên trong tiếng Hebrew là Giê-ru-ba-bên, số 2216, có nghĩa là được gieo tại Babylon. Tên này do người Babylon đặt cho một người Giu-đa có tên là Sết-ba-sa. Tiếng Hebrew chữ Sết-ba-sa có nghĩa là người thờ phượng bằng lửa hoặc người thờ phượng trong lửa. Sô-rô-ba-bên là người đã cùng với thầy tế lễ cả Giô-sua từ Babylon trở về để xây lại bàn thờ và nền của đền thờ của Đức Trời tại Jerusalem vào năm 538 trước Công nguyên. Sô-rô-ba-bên mang hình bóng về các tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ mà thầy tế lễ thành phẩm Giô-suê, mà Giô-suê tức là Giê-hô-va và hình bóng sẽ được sức dầu bởi quyền phép của Đức Thánh Linh để hầu việc Đức Trời. Trong số các tôi tớ của Đức Trời có Phao-lô là người đã được Chúa Giêsu chọn làm tôi tớ cho Ngài, và Phao-lô đã viết thư gửi cho các hội thánh. Ông đã kể ơn của Đức Thánh để gây dựng rằng: và đạo tin lành chúng tôi đã giao truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin khuyết nữa, vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 1 câu 5. Được gieo tại Babylon, xếp bà xà. Từ Babylon cùng với các thầy tế lễ, trong đó có thầy tế lễ Giô-sua, trở về xây lại đền thờ của Đức Giê-va, mà ông là người cùng với thầy tế lễ xây lại cái bàn thờ và cái nền của đền thờ. Và chúng ta, người lớn người là ai? Trước mặt Sô-rô-ba-bên, người chả là gì hết. Chúng ta cũng như là những người ngoại đó, mà được gieo. Được gieo cái gì? Lời Chúa được gieo vào lòng chúng ta rồi. Và bây giờ thần của Chúa hành động cho chúng ta. Và Chúa phán rằng, ngày sau đó này, khi thần của Chúa ở trên chúng ta rồi đó, chúng ta sẽ làm được. Vì Chúa nói rằng, ấy chẳng phải bởi quyền thế, chẳng phải bởi năng lực. Vì khi chúng ta đi giao làm chứng đạo đó, đừng nhìn vào khả năng của mình. Bà Chu Nam là người rất là nhút nhát, bà không thuộc nhiều kinh thánh, bà có rất nhiều sự mặc cảm. Nhưng mà Chúa chọn bà, bởi vì bà dâng cái lòng của mình cho Chúa. Và Chúa dùng thân của Ngài để giúp cho bà hoàn thành chức vụ. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải xin Chúa thần ngoại ở trong chúng ta để mở miệng ra lời Chúa được công bố. Đừng nhìn vào khả năng của mình, đừng lo thì mình sẽ nói thế nào cả. Miễn người đó là người, và đừng bao giờ nghĩ là họ có kiến thức hay là có trình độ hơn mình mà mình sợ đâu. Họ có kiến thức của đời này, nhưng mà họ không có những gì chúng ta có. Chúng ta đang nói những gì chúng ta có, mà những điều đó vượt quá sức của họ anh em. Mình phải hiểu luật đấy, luật chúng ta cao hơn luật của họ. Và sự chúng ta có là tri thức, còn họ thì không có. Vậy thì chúng ta có điều họ không có đó, đó là cái thế của chúng ta, và chúng ta nhờ ơn Chúa để làm điều này. Bất kỳ một nơi nào mà người ta muốn tại đó xây dựng lên một cái tháp cao, hoặc là một cái biểu tượng quan trọng cho nhiều người nhìn thấy được bền vững lâu dài đó, thì nơi đó phải chịu đựng được cái sức nặng của cái tháp đó. Anh em phải hiểu luật này. Chúng ta thường nghĩ đến khả năng của mình mà quên khả năng của Đức Trời. Khả năng của Đức Trời là vô đối. Cũng vậy, để lời của Đức Trời được tôn cao thì không phải cứ nói ra thì lời của Đức Trời sẽ được tôn cao. Nhưng cái điều quan trọng là giữ vững được lời của Đức Trời và khiến người ta có thể thấy được Đức Trời ở trên cuộc đời của những người được nghe lời của Đức Trời. Tôi không hổ thẹn khi tôi nói về Chúa, bởi vì tôi đứng trên cái nền tảng của lời Chúa, không phải là ngày hôm nay mới đứng, mà đứng suốt từ khi tôi quay trở lại cùng Chúa mười mấy năm nay rồi. Cảm ơn Chúa, chít xoát 17 năm rồi, rất là nhanh. 17 năm để đủ biết nền tảng của Chúa chắc chắn, và tôi đứng trên đó và người ta nhìn thấy như thế nào. Và bây giờ mình tin cậy nơi đó và mình tôn cao lời của Đức Chúa Trời. Như vậy, để có thể làm được điều này, người tôn cao lời Đức Chúa Trời phải trả giá cho sự sống của xác thịt mình, mà sự sống đó không nghĩ rằng người ta sẽ giết mình đâu. Nhưng cái chính là cái điều mà mình có thể bị thiệt hại. Người ta sẽ không chơi với mình nữa, người ta không giao thông với mình nữa, người ta không làm bạn với mình nữa, người ta không thương mại với mình nữa. Không thành vấn đề. Có 1.000 người bạn mà không phải là người biết Chúa đó là cái hại cho chúng ta. Nhưng nếu có một đấng làm bạn với mình là Đức Chúa Trời thì chúng ta sung sướng. Vậy thì chúng ta đừng có sợ mất lòng người ta, vì ngày sau đó đến nơi rồi. Đừng sợ mất lòng con người nữa.
mà sợ mất lòng Chúa. Tôi khuyên anh em, đừng lo những gì mình chưa làm được ở thế gian này. Bởi vì Chúa đã xây nhà cho chúng ta trên thiên đàng rồi, đừng lo xây nhà trên đất này. Vì những gì chúng ta cần, thiên đàng có hết rồi, chúng ta sắp mọi thứ hết cả rồi. Chúng ta thấy bà Chu Nam bà thấy là cái bếp mà Chúa chuẩn bị cho bà nó đủ mọi thứ rồi, cực kỳ hiện đại. Mà sao phải lo nữa? Và có ngày Chúa nói này, trong cơn tai họa Chúa giáng trên đất này, Chúa thấy một Chúa cất lên đó. Nếu ông chủ nhà ông còn sống thì ông được cái đồ đạc của nhà con. Bởi vì chưa hết cái hợp đồng thì con được về thiên đàng rồi. Cảm ơn Chúa. Chúa đến mau chóng. Bởi vì không phải lo gì cả. Và tôi cảm thấy Chúa tôi chẳng cần gì để sắm cái gì nữa rồi. Bởi vì đủ rồi. Và bây giờ là tận dụng tất cả cái đang đủ đó để được về thiên đàng. Là nơi có dư dật mọi thứ trên đó. Không cần phải mua gì nữa rồi. Ngoài việc mua lương thực ăn hàng ngày trước khi được nói về thiên đàng mà thôi. Không cần phải sắm gì nữa rồi. Có đủ hết rồi. Vì Chúa báo trước rằng Ngài sẽ đón chúng ta trở về thiên đàng. Giăng đoạn 12 câu 24 đến 25 chép: quả thật tôi nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết khi sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại cho đến sự sống đời đời. Chúa nói chúng ta phải hy sinh, đầu tư thời gian, thậm chí tất cả mọi sự mà sao thì thay lo, đừng có lo cái điều đó nữa, phải làm đẹp ý Chúa. Cứ làm đi, Chúa biết nhu cầu của mọi người chúng ta. Chúng ta cần phải thử ngay điều này nữa. Ngài biết mọi nhu cầu của chúng ta. Chúng ta việc chúng ta là vâng lời và làm theo ý của Chúa. Khi Chúa Giêsu thấy những người Grec đến tìm Ngài, thì Ngài là nhận biết dấu hiệu về công việc của Ngài đã đến lúc hoàn thành. Đó là khi những người Grec vốn nổi tiếng về sự công ngạo nhất thời bây giờ đó đã hạ mình xuống để tìm gặp cho được con Đức Chúa Trời. Ứng nghiệm lời của Đức Chúa Trời được chép trong sách Thi Thiên đoạn 2 câu 7 đến 2: ta sẽ giảng ra mảng lệnh Đức Chúa Ta phán cùng ta rằng, ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi, hãy cầu ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm sản nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Vì vậy, hỡi các vua hãy khôn ngoan, hỡi các quan xét thế gian hãy chịu sự dạy dỗ, khá hầu việc Đức Chúa Ta cách kính sợ và mừng rỡ cách run rẩy. Hãy hôn con e người nổi giận và các ngươi hư mất trong đường trăng, vì cơn thành nộ người hồi hồng nổi lên. Vì cơn thành nộ người hồng nổi lên, tham kẻ nào nương náu mình nơi người có phước thay. Chúa Giêsu đã phán một người ta rất quan trọng cho tất cả mọi người là muốn hầu việc Ngài đó. Đó là sự tôn trọng triệt để tất cả các mạng lệnh mà Đức Trời đã cho phép chép xuống trong Kinh Thánh. Từ đây cũng chép cho chúng ta. Hãy cầu ta sẽ cho con các ngoại bang làm. Chúng ta phải xin Chúa. Tôi xin Chúa cho tôi được giảng cho tất cả công an và tất cả mọi người trong anh đó. Và tôi đã làm và tôi tiếp tục làm. Vì người ta cứ là con người. Họ có nhu cầu. Tâm linh họ có sự nhu cầu. Và Đức Trời biết lòng của người ta và họ có là mục tiêu để cứu nữa. Và tôi xin Chúa cho tôi được ơn nói tất cả những cái đó. Và chúng ta xin Chúa cho ông ta như lời Chúa đã hứa này. Hãy cầu ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp. Xin Chúa cho chúng ta được ơn làm chứng về những người đó, cho những người đó. Chúng ta phải xin Chúa để nói về Chúa. Tôi nói lại, nói chính xác những gì Kinh Thánh đã chép về tội lỗi, hậu quả của tội lỗi và lời hứa Đức Trời cho những người nào tin Ngài. Nói thẳng về điều đó và đừng dùng trí khôn, hãy dùng thần của Chúa với tấm lòng ngay thẳng để nói. Giăng 12 câu 6 chép: nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta á tôn với người. Thứ nhất là lời Chúa ấn định như thế nào, chúng ta sẽ làm đúng như vậy. Mà nếu chúng ta làm đúng như vậy thì chúng ta là kẻ hầu việc Chúa. Mà nếu chúng ta là kẻ hầu việc Chúa thì Thánh Linh của Chúa sẽ tôn trọng chúng ta, khiến chúng ta được ơn. Vì sự tôn cao đến bởi Đức Chúa Trời là khiến chúng ta được tôn trọng trước mặt người ta. Vì lòng người ta trong tay Chúa, anh em phải hiểu điều này. Đây là lúc chúng ta thử nghiệm về sự thành tín Đức Trời ở trên cuộc đời chúng ta khi chúng ta làm chứng về Ngài. Để thấu hiểu được giá trị trọn vẹn của mạng lệnh này, chúng ta đọc về Chúa chép trong Giăng đoạn 15 câu 10 đến 11: nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Đây là lời hứa của Chúa cho ông ta, trung tín trong lời của Đức Chúa Trời. Thì chưa chúng ta ở trong Chúa vậy, Ngài sẽ bảo vệ chúng ta, ban bình an cho chúng ta. Để Chúa Giêsu là lời của Đức Chúa Trời
Và lời Đức Chúa Trời ban cho lên người chúng ta đã được chép xuống trong Kinh Thánh đó, cũng có sự mặc khải, những lời tiên tri, những khải tượng mà Chúa đã phán trực tiếp với các tôi tớ của Chúa, hoặc qua lời tiên tri, hoặc qua chiêm bao, hoặc qua khải tượng đó, thì chúng ta hiểu thì những người hầu việc Chúa phải tôn trọng và làm theo. Không nghi ngờ Chúa ban cho chúng ta ngày sau đó này, mỗi người chúng ta sẽ có những chiêm bao, những khải tượng, hãy tôn trọng bằng lệnh của Chúa và làm theo. Không ai có quyền phán xét chúng ta cả. Và tôi không bao giờ ngăn trở quý vị rằng chiêm bao của Chúa cho quý vị đừng làm. Không, quý vị không cần phải hỏi tôi có nên làm hay không. Chúa bảo quý vị làm, mặc lệnh của Chúa là cao hơn. Làm đi, cứ làm theo thì được phước. Chúa phán chúng ta như vậy. Ở đây Chúa nói, chứ ở đâu cũng nghĩa là Chúa đã chép như thế nào, hãy làm theo như vậy. Chúa cho chúng ta chiêm bao về ngài thế nào, hãy tin. Chúa nói với mình đó, hãy làm theo. Nếu không hiểu được hỏi, mà hiểu được rồi là làm theo. Và Chúa ban phước cho chúng ta. Và giờ này chúng ta đứng dậy cầu nguyện tạ ơn Chúa về lời của Chúa đó ban cho chúng ta. Tôi sẽ đọc lời Chúa trước khi chúng ta cầu nguyện. Luca đoạn 17 câu 9 đến câu 10 chép: đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn gì đó chăng? Các người cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ với việc chúng tôi làm là điều chắc phải làm. Thì Chúa công bình sẽ ban thương ban phước cho hết thảy những người nào hầu việc ngài với tấm lòng trong sạch, vì ngài mà hầu việc cách thành tâm và trung tín. Thứ thứ nhất của Phi-e-rơ đoạn 5 câu 1 câu 7 chép: tôi gửi lời khuyên này cho các bậc trưởng lão cho anh em, tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đức Chúa Jesus Christ và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy chăn bày của Đức Trời đã giao phó cho anh em, làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, xong để làm gương tốt cho cả bầy. Khi đấng làm đầu các kẻ căn thiên hiện ra, anh em sẽ được mã triều thiên vinh hiển chẳng hề tàn héo. Cũng khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão, hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng cách khiêm nhường, vì Đức Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp ngài nhắc anh em lên, ngài hãy trao mọi điều lo lắng mình cho ngài, thì ngài hay chăm sóc anh em. Lạy Chúa Thánh Linh, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì buổi sáng nay chúng con được ơn trước mặt Chúa, vì đó là ngài ban lời hằng sống của ngài cho chúng con, ngài ban lẽ thật của ngài cho chúng con, ngài giải bày ý muốn của ngài cho chúng con qua lời hằng sống của Chúa. Chúng con vui mừng đón nhận lời của Chúa và biết rằng lời Chúa là mạng lệnh cho chúng con. Và chúng con xin Chúa giúp sức cho mỗi người chúng con, thêm sức cho để chúng con cả thân, hồn và linh của mình hiệp một lại để vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời, vì sự vâng lời là tốt hơn của tế lễ. Chúng con cảm tạ Chúa vì lời Chúa hứa cho chúng con rằng ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng là thần của Đức Chúa Trời, bởi thần của Chúa. Bởi cái đó chúng con biết rằng là khi mà chúng con sẽ tỏa ánh sáng của Chúa ra đó, thì cái đèn đó nó vẫn đó, nhưng sự khiến cho đèn sáng đó là bởi dầu thắp, nó sẽ sáng lên miễn là nó được treo trên chân đèn. Cảm tạ Chúa, chúng con hết thảy ở trước mặt Chúa và mặc lệnh của Chúa cho chúng con là rõ ràng là chúng con phải làm chứng về Chúa cho đến khi ngài đến. Xin Chúa sức dầu phán ơn cho hết thảy mỗi người chúng con để đèn chúng con được thắp sáng lên, và nên chúng con sẽ nhờ cậy ơn của ngài, ngài sẽ mở miệng chúng con. Khi chúng con mở miệng ra thì lời của Chúa tôn chảy ra, và Chúa là đấng yêu thương, ngài ở cùng chúng con để làm các phép lạ, khiến cho lời của Chúa được công bố ra, được vững vàng. Xin Chúa ban ơn cho hệ thánh của Chúa, và thánh được nghe lời của Đức Trời, được Chúa chăm sóc bởi lẽ thật của Chúa, và thì giờ này chúng con phải đi ra làm sáng danh Chúa. Xin Chúa ban ơn cho hệ thánh của Chúa, cho các tôi trai thức ân của ngài được sức dầu, được ban ơn để làm chứng đạo. Và khi chúng con làm chứng đạo thì chúng con biết chắc rằng chúng con được nhắc nhở trách nhiệm chúng con ở trước mặt Chúa để sống xứng đáng cho tình yêu của ngài. Lạy Chúa Thánh Linh, xin ban ơn cho hết thảy mọi người chúng con để chúng con không nhìn vào xác thịt mình, nhưng nhìn vào quyền năng vô đối của Chúa. Chúng con nhìn vào quyền chúng con làm con của Đức Chúa Trời, được thừa hưởng quyền phép sử dụng lời của Đức Chúa Trời để công bố cho Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp chúng con có lòng ngay thẳng, trông cậy hoàn toàn vào nơi Chúa, tin cậy hoàn toàn vào nơi Chúa. Chúng con sẽ phải như người khôn ngoan là đầu tư về nước Đức Chúa Trời. Bởi vì của cải ở đâu thì làm chúng con ở đó. Chúng con biết rằng quê hương chúng con ở trên thiên đàng, chứ không phải ở dưới đất nữa. Thế chúng con phải đầu tư về nơi thiên đàng. Và chúng con sẽ biết rằng Chúa là đấng chu cấp mọi sự cần dùng cho chúng con. Thế chúng con không lo lắng về điều đó đó. Và xin Chúa dạy để chúng con không lo lắng về những gì chúng con có cần dùng. Bởi vì Chúa biết rõ tất cả mọi điều chúng con có cần dùng. Những cái điều chúng con cần đó là phải tìm kiếm nước Chúa và thi hành công việc Chúa giao cho. Xin Chúa xin đầu ban ơn cho chúng con hết thảy để chúng con đi ra làm sáng danh Chúa và rất nhiều người đến với Chúa. Con cảm ơn Chúa.
Chúng ta ơn Chúa về lời của Chúa bàn cho con buổi sáng nay cũng như những ngày qua, và đặc biệt qua những cuốn sách, qua lời tiên tri, qua các tôi tớ của Chúa được sức giàu mà Ngài truyền bá lời của Chúa cho con, Ngài truyền phán truyền lời của Ngài cho con, đến con nhận bằng lệnh đó. Chúng con amen với lời của Đức Trời, con chấp hành lập pháp của Chúa và tiếp nhận lời của Chúa. Thì con biết rằng bởi đức tin thì con công bố rằng đó là lời của Chúa bằng lệnh cho con. Chúng con vâng phục, xin giúp đỡ để chúng con có sự khôn ngoan trong sáng để làm sáng danh Ngài thì ý muốn tốt lành của Chúa. Xin Chúa ban ơn cho sự của Chúa, vì ngày hôm nay có một số người đã không đến được. Chị Mai không đến được, bà Mỹ Linh không đến được, một số người nào đó không đến được nữa. Ôi lạy Chúa, xin Chúa nhắc nhở để chúng con biết rằng chúng con phải tỉnh thức, phải trung tín với Chúa cho đến phút cuối cùng, phải tỉnh thức thì Chúa sẽ trở lại đón chúng con trở về rất là sớm. Xin Chúa ban ơn cho chúng con, đã kẻ đứng trước nhà của Chúa, đứng cửa ở thiên đàng sẽ tỉnh thức luôn luôn để chờ đón ngày đón con trở về thiên quốc. Xin Chúa bổ sức ở trái thể mỗi người chúng con giờ này. Con cảm ơn Chúa. Từ mỗi người chúng ta cùng cầu nguyện thân linh giờ này để Chúa tham viên chúng ta giờ này. Hallelujah.